cho mình nè. Lai rồi nha. Sáng nay cột được rồi nè. Đó nó lai không? Hả? Đó nó có lai không? Chắc có nha. À, vì là lấy nhỉ, ra cục bơm để làm cho nó được cái bơm hả? Tặng mấy tặng đơn bơm cho nó được trước. Em chào mấy chị nha. À, chị nào mình đang xem mình chấm tương tác lên giùm cho em luôn nha mấy chị ơi ha. À, sáng hôm nay nói chung là ngày hôm nay em xả hàng em tặng luôn cho mình đây nha mấy chị nha. Mấy chị tương tác livestream giùm cho em luôn với nha mấy chị ơi, đẩy view lên cao giùm em nha. À, bây giờ là tặng bom cho mấy chị luôn, đầu like tặng cho mình 0 đồng này, tặng cho mình 1.000, tặng 9.000 cho mình hết luôn, mấy chị tương tác giùm cho em nha. Giảm công ba si hết hàng rồi phải không? Còn một hộp không? Em còn một hộp này chị Ti Bi ơi. Mình lấy cái này thì mình lên đơn hàng cho em luôn nha chị nha. 101 giùm em luôn cho một hộp giảm cân ba si nha chị ơi ha. Chị nào mình có lấy thì lên đơn hàng cho em luôn là giảm cân ba si và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. 101 giùm cho em một hộp, em còn một hộp cuối cùng thôi. Bệnh quá trời bệnh luôn. À, như ta. Rồi em chào chị Bích Hợp Phạm nè, hôm nay Trang không có người giải quyết đơn hả em hả? Trang nào ta? Trang này hả chị ơi? Trang này thì sẽ có nhân viên giải quyết đơn cho mình luôn á. Chị có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin rồi Trang giùm cho em là được nha. Rồi, trời ơi bị bệnh quá trời nói luôn. Mấy chị chấm bài lên giùm em với nha mấy chị nha. Đây, bệ đề đầu tiên lên giùm cho em luôn. Ok chị TB nè, em chốt giảm công ba si cho chị luôn nè. Giảm công ba si 101 giùm em một hộp nè. Rồi, để em xả hàng bom cho mình luôn nha mấy chị nha. Đơn hàng của chị còn không gọi lại giùm chị hả? Chị Dung Trần, nếu mà còn đơn thì bên em sẽ gọi lại cho mình nha chị nhé. Chắc là ngày hôm nay bên em sẽ like cho mình là 3k luôn cho mình đó mấy chị. Để mấy chị gom đơn cho sướng nha. Hàng bom như này để em xem em tặng quà cho mình luôn đây mấy chị ơi. Trời ơi thật sự luôn. Mới đi và em mới ở Bình Định vào có một đống hàng bom bây giờ là muốn xem muốn tặng luôn cho mình hết đây. Cái mã này. Ủa sao qua đây? À rồi cái này giùm cho em luôn, bây giờ em tặng nha mấy chị ơi, tặng cho ba chị giùm em luôn nha mấy chị nha. Rồi trời nó không nổi, tặng cho ba chị hả ơi, cho cái bút rồi không ghi gì tặng luôn cho mấy chị. Giảm cân là còn đúng không hả nghe, còn giảm cân rồi ta, giảm cân ba si á, hình như là hết giảm cân mất tiêu rồi đó mấy chị nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn 0 đồng này, tặng 0 đồng luôn giùm cho em luôn cho mấy chị ơi, tặng 0 đồng cho mấy chị luôn. Mãi gì ta, tặng kẹo Việt Quốc và kèm xuống thoại cho em có một hộp giảm cân ba si giá chốt cho mấy chị. Em tặng cho ba chị giùm cho em 3 bịch kẹo Việt Quốc, nhớ là mấy chị cho em xin nút chia sẻ livestream. Trời ơi nó không nổi, sáng xà bom sớm vậy em, nói chung là xà nguyên ngày hôm nay luôn cho mình đây nha mấy chị nha. Nguyên một ngày hôm nay em sẽ xả hàng cho mình luôn và nói chung là cũng sẽ có lên hàng hot cho mình nữa luôn đó mấy chị, nên là mấy chị cứ tranh thủ mình vào livestream mình săn hàng giùm em nhé. Rồi mấy chị chia sẻ livestream giùm cho em luôn để em tặng luôn cho mình nha. Hôm nay có lên nghỉ dép luôn đó mấy chị ơi. Và cho em xin nút chia sẻ livestream, chị nào mình có những nút chia sẻ livestream em tặng luôn cho mấy chị ha. Giảm cân ba siêu là tặng chốt với chị TB rồi nè. Rồi còn cho mình luôn 3 bịch kẹo Việt Quốc em tặng cho ba chị mình có nút chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị nha. Rồi bây giờ lên đơn hàng luôn giùm kem luôn, kẹo này còn một gói nè, tặng luôn cho chị nào với giá 30.000 giùm kem luôn. Mã kẹo gì ta, kẹo ô mai mặn giùm em đi nhớ mấy chị nhá, mức ô mai mặn luôn giùm cho em tặng cho mấy chị luôn với giá là 30.000 cho một gói. Rồi bàn chải đánh răng luôn giùm em, trời ơi cái giọng em nó nó bị khăn giọng rồi, mấy chị có nghe rõ không ta, sợ mấy chị không nghe được. Tặng kẹo Việt Quốc luôn giùm cho em và cho em xin lực chia sẻ livestream ha. Rồi em tặng kẹo Việt Quốc luôn đi hả ơi. Rồi cái bịch kẹo ô mai mặn giùm cho em luôn, em tặng cho mấy chị 30.000 thôi. Cái này của em lại còn cho mình gặp bao nhiêu cái thì không biết nữa. Bây giờ tặng luôn cho mấy chị luôn giá đầu like đi nha mấy chị nhé. 60.000 giùm cho em luôn một đống như này cho mình luôn, em cũng không biết là bao nhiêu. Ok chị Trâm miệng tặng kẹo. Chốt cho mấy chị luôn với giá là 60.000 giùm cho em luôn mã bàn chải đánh răng nha. Bàn chải đánh răng 60.000. Ok chị luôn, em chốt đơn tặng kẹo này. Rồi 60.000 luôn giùm cho em bàn chải đánh răng. Em tặng cho ba chị. Ok chị Tiên Hoàng tặng kẹo. Chia sẻ livestream giùm cho em luôn nha mấy chị nha. Để em tặng luôn cho mấy chị ha. Có nút chia sẻ livestream em tặng luôn cho mình nha. Mã này giùm cho em luôn, còn cho mình là cái gì đây ta? Sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này là sữa rửa mặt gạo, nó rất là tốt cho da của mấy chị nè. Em tặng luôn cho mình giá là 20.000 cho em luôn một chai. Một chiếc. Sữa rửa mặt cắm gạo hàng của Thái giùm em nha mấy chị nha. Bị lên đâu cho nóng chai.
sữa mạch đấy em giải rồi, để đi nói là đợi cho nấu chai sữa rửa mạch không nhỉ. Rồi để đi em cho nấu chai luôn. Rồi ok, bàn chải đánh răng luôn dùm cho em luôn. Hàng bom tặng 60.000 cho em bàn chải thôi. Cái mã này em còn cho mình rồi mấy chị ơi, bán tặng luôn cho mình với giá là một bộ bài như này cho em luôn 20.000 bộ nha mấy chị nhé. 20.000 dùm cho một bộ bài như này cho mình. Cho em hỏi dồn em hôm qua, đơn em hôm qua không biết người ta nếu mà ok chị bị dương nguyện tàn kẹo sữa rửa mặt bị nó lấy rồi chị ơi. Rồi cái này luôn dùm cho bàn chải với vậy, bàn chải 60.000 cho mấy chị luôn, bán tặng luôn cái giá tốt cho mình trước nha mấy chị nha. Rồi mình chia sẻ ok chị hứa thu thảo bàn chải, hứa thu thảo chút bàn chải này. Mã này dùm em còn cho mình là size 36, 37, 38, 39 luôn dùm em đó mấy chị ơi. Chia sẻ livestream dùm em với nha mấy chị nha, để em lên hàng cho mình. Dạ kiểu vừa em hết hàng mất đi luôn rồi, sữa rửa mặt em cũng hết luôn mấy chị ơi. Cái này là hàng bom á, nên là mấy chị thông cảm dùm em, mỗi thứ nó chỉ có một hai món có thôi. Bộ bài cái này còn cho mình 36, có một bộ bài 20.000. Ô mai mặn có chị nào lấy không ta? Ô mai mặn là siêu ngon nha. Ô mai mặn ấy. 30.000 gói ô mai mặn giùm em thôi. Nó tới nửa ký giùm em là. Ok chị Liên Kim ô mai mặn. Ok chị Liên Kim nè. Đôi này giùm cho em luôn 36 37 38 39 bây giờ con 4 đôi giùm em thôi, tặng luôn cho mấy chị giá tốt ha. 70.000 cho em luôn một đôi như này được không mấy chị? Size là size 36 37 38 39 luôn giùm cho em. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng cho em luôn. Gót kèm size và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công trong đôi gót. Ok chị miền Tây cô Tư bộ bài. Góp kèm size kèm số điện thoại luôn dùm cho em 36 37 38 39 luôn dùm cho em mã góp này nha, tặng cho mấy chị luôn 70.000 một đôi, giá rất là rẻ luôn mấy chị cứ gom. Cái đôi này là mang lên là siêu êm chân và cực kỳ bền chân cho mình, cực kỳ là êm bằng chân của mình luôn, nó nhẹ siêu nhẹ luôn cho mình nữa nha. Rồi chốt cho em góp này mấy chị ơi 36 37 38 39 có một ri thôi nha mấy chị nha, em có một ri thôi em tặng luôn cho mấy chị giá tốt nè. Mấy chị cố gắng đẩy view lên cao dùm em nữa nha mấy chị ơi nha. Rồi mã gót luôn cho mấy chị đây 36 37 38 39 mã gót luôn dùm cho em. Nhớ là mình cho em xin nút chia sẻ livestream ha. Cái đũa này dùm cho em luôn đi mấy chị, cho chị nào lấy em tặng luôn cho mình giá tốt này. Một lóc 30.000 cho một lóc nha mấy chị nha, chị nào lấy hai lóc 50.000 giá tốt luôn cho mình luôn. Cái này là đũa em còn rất là ít luôn nên là ai lấy thì mình tranh thủ luôn dùm cho em nha mấy chị nha. Đây mã đũa luôn dùm cho em, giảm cân lợi nào giảm được mỡ bụng hả? Cái giảm cân này thì chị ơi là giảm được mỡ bụng dùm em này, giảm cân ok chị ăn nhiều gót 39 đi tóc khử mỡ này sẽ giảm được mỡ bụng giùm em nha chị nhé. Rồi chốt cho em luôn đũa này mấy chị ơi, một lắc 30.000, hai lắc 50.000, lấy cho em luôn từ bao nhiêu lắc cứ lên đơn hàng cho em bên em chốt đơn. Và em nghĩ là mấy chị nên mua một lần từ 4-5 lắc để dành xài nha mấy chị nhé. Tại vì cái giá này bên em bán giá tốt cho mình. Hàng đũa này là đũa nhập giùm cho em nữa luôn đó mấy chị ơi, nên là xịn sò cực kỳ cho mình luôn nha. Rồi lấy cái này thì lên đơn hàng luôn giùm cho em luôn, bao nhiêu lắc đũa và kèm xuống thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Chuẩn bị em phui tiếp cho mình một cục bom nữa, hết gót hết đũa hết gót 39 là xong, hết gót 39 mất tiêu luôn rồi. Viên dưỡng tóc còn đó chị ơi, đây nè 80.000 giùm em tới 50 viên lận. Mấy xe thịt em chưa có hàng luôn, bây giờ mấy xe thịt hình như là không có, hết hàng mất tiêu luôn rồi đó chị. Để em coi thử hàng bom có thì em lấy cho. Dạ 120.000 chị Wendy Lê ơi, 120.000 thôi nha chị nha, mà tới 60 viên mà đúng nó rất là lâu nha mấy chị nha. Rồi chốt đơn đũa cho mấy chị nữa luôn này, mã đũa và tiền số thoại để mình có đơn hàng thành công. Một lóc 30, hai lóc 50 giùm em. Dạ vòng trầm em còn đây chị ơi, 130.000 giùm cho em luôn vòng trầm đúng không, 130.000 thôi. Trời ơi nó có cái hộp như này nữa giùm cho em, nó xịn sò lắm luôn đó mấy chị, đeo thành nhiều vòng giùm cho em. Góc 38 chị Bích Lê chốt đơn luôn này, rồi chốt đũa cho mấy chị nữa nha. Đây này mấy chị, đeo lên nó xịn sò mà nó đẹp lắm. Tay của mấy chị nhỏ thì mấy chị có thể là quấn thành bốn vòng. Người mấy thằng bé. Ai? Ngân Kim Trần. Chị gì? Ngân Kim Trần. Chị Ngân Kim Trần ơi, mình không có nghe điện thoại á, mình cố gắng còn đơn của chị. Hai ba đơn bự rồi. À mà thôi không có chốt nữa. Đây nè. Lúc chốt dùm cho em luôn là gì đây ta, mã vòng trầm và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Hết mấy xe thịt rồi chị ơi, mấy xe thịt bên em bán hết sạch rồi nha chị nha. Rồi lên đơn hàng luôn dùm cho em mã này nè mấy chị ơi, mã vòng trầm đeo vừa đẹp vừa sang vừa phong thủy dùm cho em luôn nha mấy chị nha. Rồi ai lấy thì mình chốt đơn luôn dùm cho em nè mấy chị ơi, vòng trầm 129.000 dùm cho em luôn cho một vòng và kèm luôn dùm em cái số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. Có dây trầm hương không em? Đây nè, đây là vòng trầm hương dùm cho em luôn đây chị ơi. Vừa đeo cổ được dùm cho em luôn mà vừa đeo tay được dùm em như này luôn nè. Hôm bữa chị nhận mấy xe thịt xài êm lắm luôn á, em cảm ơn chị bảo cẩm vân rất là nhiều luôn. Rồi chốt cho em luôn mã vòng trầm nha mấy chị nha. Đây là vòng trầm hương em bán cho mấy chị luôn, cam kết là hàng chuẩn loại 1 nên là mấy chị cứ yên tâm nha mấy chị nha. Rồi, chị nào mình đặt thì chốt đơn luôn dùm cho em để em coi thêm cái thằng này là cái gì đây ta. Đây.
100 ngàn dùm cho em luôn, mà ấm siêu tóc cho em đi, có 2 ấm đúng không, 3 ấm, 100 ngàn dùm cho em một ấm siêu tóc thôi, kèm xuống thoại vòng trong. Ok chị Huỳnh Hồng, em chúc đơn, nó sẽ tặng thêm cho mình cái hộp này nữa nè, đẹp lắm, rất rất là sang, mấy chị cứ gom nha chị nha. Rồi 100 ngàn dùm cho em ấm siêu tóc và kèm xuống thoại, hàng này là hàng của Thái và có dung tích của nó là 2,5 lít dùm cho em lận nha chị nha. Rồi chúc đơn vòng trong luôn dùm em nè. Muối tây ninh hết hàng rồi, sao hết hàng rồi hả? Muối tây ninh em hết hàng rồi chị ơi. Rồi 100 ngàn dùm cho em luôn mã này để mấy chị ấm siêu tóc và kèm xuống thoại luôn dùm cho em, để mình có đơn hàng thành công. Bóng đèn còn không ta, vòng trong ok chị An Nguyễn, sang lắm luôn, rất là đẹp hả? Này muối tây ninh còn hũ này, chốt chị nào đây nè, chị nào mới hỏi á, đây số lần hồi vậy. Lâm Út lên xuống thoại luôn dùm cho em, đệm chốt đi. Ok chị Hứa Thu Thảo ấm mã năm, Hứa Thu Thảo chốt ấm mã năm, còn ấm luôn cho mấy chị nữa nha. Ấm luôn dùm cho em 120 ngàn, 120 ngàn em tặng luôn cho mấy chị, còn 100 ngàn cho em một. Ok chị Thu Lơ ấm. Thu Lê chốt ấm. Rồi chốt cho em muối tây ninh, 40 ngàn muối tây ninh kèm xuống thoại cho em luôn, để mình có đơn hàng thành công nhớ chị nhé. Ủa nãy mới đùa mấy thằng lấy không phải đơn luôn anh. Có. Rồi cái máy rửa mặt em còn cho mình luôn, em tặng luôn cho mấy chị có giá là 50 ngàn cho một máy rửa mặt nhóm chị nhé. Máy rửa mặt này mấy chị vừa massage mặt được dùm cho em, vừa rửa mặt nó rất là sạch luôn cho mình, nó sạch sâu từ bên trong dùm em lận nha mấy chị nha. Đây này, nó sẽ có chế độ rung dùm cho em luôn đó mấy chị ơi, chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn dùm cho em này đó, xịn sò lắm luôn, rửa mặt rất rất là sướng. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm cho em ha, và có thể làm chị sạc điện rồi dùm cho em cũng ok. Rồi vòng trầm mấy chị cứ lên đơn hàng bên em sẽ chốt đơn, không cần đặt tên nha mấy chị nha. Rồi thực sự luôn, ai cũng nghĩ như mình thì quá sướng rồi này chị Đặng Văn ơi. Rồi chốt cho em luôn máy rửa mặt 60 ngàn cho em một máy, 50 ngàn một máy luôn dùm chị em. Rồi chẳng ok chị Tiến Lương máy rửa mặt còn cho mình 2 cái, size này của em là size 38, tặng luôn cho mấy chị luôn 2 cái với giá 50 ngàn, 2 áo ngực size 38, 2 áo ngực size 38 50 ngàn 2 cái dùm em luôn. Muối tây ninh chốt đơn với chị nào luôn dùm em nè. Rồi chị Vương Châu ơi, ví dụ có đơn hàng thắc mắc gì thì cứ nhắn tin vào trang, bên em sẽ có nhân viên giải quyết đơn cho chị nha chị nhé. Kéo hết hàng sạch luôn đó chị ơi, bây giờ hàng bơm nếu mà có cái gì em xài cái đó cho mình nè. Bắt lại đơn cả dạ, bài của vị vòng trầm cứ chốt đơn luôn dùm em, trời ơi đôi này sang quá trời luôn. Ấm siêu tóc em hết hàng mất tiêu luôn rồi nè, cái này chốt cho em luôn là ok chị Lâm Út muối tây ninh size 35 nè mấy chị đẹp không, sandal 35 kèm xuống thoại luôn dùm cho em, đôi sandal tặng luôn 50 ngàn đôi sandal size 35 nha mấy chị nhé, 50k cho một đôi mã sandal size 35 luôn dùm em, chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em nha. Sandal 35 50 ngàn kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công luôn giùm em, rất là đẹp luôn. Rồi ấm siêu tóc còn cái gì, còn cái ấm siêu tóc này chút nãy bỏ đơn hết ấm siêu tóc luôn chưa. Rồi cái nồi lẩu bỏ đơn 2 cái phải ừ, giờ còn một cái nữa. Tuyền Hoàng ấm siêu tóc mã 3. Ok Tuyền Hoàng chút đơn ấm siêu tóc mã 3, cái này giùm cho em luôn, cái đây là còn không ta, em tặng luôn cho mấy anh Nguyễn áo ngực 38. Cái nồi lẩu mini nha mấy chị nha, nồi lẩu này bên em xin phép tặng luôn cho mình giá gốc là 101 dùm cho em một máy thôi nha mấy chị nha. Một nồi như này dùm 38. Đây, nồi này có thể đậy được dùm cho em luôn cả 2 nắp dùm em như này nữa chị ơi, xịn sò lắm. Không phải em rồi. Rồi, em tặng luôn cho mình 2 cái luôn, bán tặng nha chị nè, 2 cái. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em nồi lẩu mini này nha mấy chị nha. Rất là tiện luôn cho mình, bên trên như này thì mấy chị có thể là hấp tôm, hấp mực, hấp cá dùm cho em, hấp rau nha mấy chị nha. Không có bị mất chất dùm em. Còn bên dưới như này thì mấy chị có thể là nấu canh, nấu mắm, kho cá hay là mấy chị có thể là nấu mì dùm cho em là cũng ok nha mấy chị nhé. Đồng thời có thể là tráng là làm trứng dùm cho em cũng được nha mấy chị, không có bị cô Vi ngồi xích cái này của nó thì nó sẽ giúp cho mình là kiểu như là cô Vi ngồi xích ở đây chống trứng dùm cho em rất ok nha. Nồi lẩu mini dùm cho em 101 dùm em luôn cho một người kèm sống thoại liền dùm em để mình có đơn hàng thành công. Ok chị Tuyền Phạm Salam 35 xịn sò và rất là đẹp luôn cho mình luôn. À, chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em nồi lẩu mini nha, 101 giùm em luôn cho một nồi và kèm xuống thoại luôn giùm em nha mấy chị ơi. À, bằng tay và dầu gội bưởi cho em nè, dầu gội bưởi em có rồi nha chị nha. À, vitamin E đỏ em cũng có rồi cho mình. Dạ rồi, nồi lẩu chốt đơn giùm cho em 101 giùm em một nồi thôi, giá rất là rẻ luôn mấy chị cứ gom giùm cho em nha mấy chị nha. Đúng không, 101 đúng không, quên mất tiêu giá rồi, hồi trước bán cho mình là 104 là mấy chị, mà giờ tặng luôn cho mình có 101 thôi, giá rất là sướng luôn. Nên là chị nào mình lấy thì mình chốt liền giùm em nha. Rồi cứ lên đơn hàng nồi lẩu và kèm xuống thoại cho em luôn là mình sẽ có đơn hàng thành công giùm em hết nha mấy chị nhé. Dạ ok chị Chu chị Nhược, mình có xuống thoại luôn giùm em chưa nè chị ơi. À, dạ rồi, chốt đơn nồi lẩu và kèm xuống thoại, em còn cho mình máy lạnh ướp chốt đơn. 4 lớp đũa tiền ship là bao nhiêu? 35 ngàn tiền ship giùm em nếu mà chị ở tỉnh, còn 25 ngàn ở thành phố. Bây giờ chị lấy 4 lớp đũa này chọn thêm cái gì đó nữa giùm em để đỡ tốn ship của mình chị nhé.
Ngày hôm qua Lila 80 ngàn. Hôm em hình không biết luôn á chị Nghiêm ơi. Giờ còn gì em có gì em sale đó cho mình thôi chứ cũng không có nhớ hết được. Cần tay chưa có hay sao á chị ơi? Chưa có cần tay nha. Rồi 4 cặp gọi bưởi, ok chị luôn, chắc đơn 4 cặp gọi bưởi luôn. Tại vì có gì chị mình xài xuống. Tặng luôn cho mình luôn, đây này 4 lóc lụa bỏ đơn vô cho mấy chị luôn. Nồi lẩu mini in đơn ra bỏ đơn vô luôn nha. Mã này em chốt luôn cho mình luôn. Đây 4 bịch khăn ướt 50 ngàn. Thằng này của em chỉ có thằng bơm mới có cho mình thôi. Bỏ đơn mà đem về nhà luôn dùm cho em nha mấy chị nha. Đây 4 khăn ướt 50k và kèm xuống thỏi luôn dùm em. Rồi đũa bỏ đơn vô cho mấy chị nọ luôn nha. Em lên đơn hàng kèm mã kèm xuống thỏi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn liền và kèm xuống thỏi để mình có đơn hàng thành công cho em hết nha. À dạ rồi, chốt đơn nồi lẩu cho mấy chị. Khăn ướt này nói chung cũng không thể nào thiếu. Cái ok chị hứa thú thảo khăn ướt mã nam. Hứa thú thảo chốt khăn ướt mã nam. Rồi bỏ khăn ướt vô cho mấy chị nha. 4 bịch khăn ướt có 50 ngàn, à giá rất là rẻ luôn. À, ngày uống bao nhiêu viên từ từ, thử mở là từ từ chờ em một chút xíu. Rồi chốt khăn ướt cho 3 chị nha hả. Chốt khăn ướt cho 3 chị luôn dùm cho em giá tốt nha. Chị nào mình đặt thì chốt cho em cái thử mở này nè. Chị nào ví dụ mình bị mỡ bụng nhắm chị nhé. Mỡ bụng dùm em xài cái thử mỡ này rất là tốt. Bên trong như này nó sẽ có 60. Ok chị Thúy Phạm khăn ướt mà 20. Một tuần đầu mấy chị dùng dùm cho em luôn. Mỗi ngày một viên uống trước khi ăn hoặc là trước khi đi ngủ dùm em nhắm chị nhé. Trước khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, mỗi ngày dùng cho một viên thôi. Sau đó mấy chị quen dần với thuốc dùm em rồi thì một tuần mấy chị uống dùm em là một ngày mấy chị uống dùm em 2 viên. Ok chị Đặng Văn khăn ướt. Nó sẽ đào thải mỡ thừa dùm cho em luôn ở một bụng rất là ok. Và đồng thời nó sẽ đào thải qua đường đi ngoài cho mình. Nó sẽ giúp cho cơ thể của mấy chị là được cung cấp vitamin, cung cấp collagen cho da, không làm cho da của mấy chị bị khô nhớ chị nhé. Và đồng thời nó chống đậu hóa da rất là tốt cho mấy chị. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn dùm cho em. Mã khử mỡ và kèm xuống thợ luôn dùm em. 120 ngàn em bao giá cho mình. Và cái hàng này là hàng chuẩn cho mấy chị nữa luôn ha. Rồi ở khu ước của chị lên quá trời luôn, hết hàng hết tiêu luôn rồi. Rồi chốt cho em luôn mã khử mỡ nha mấy chị ơi, 120 ngàn. Riêng về sản phẩm này xài không sướng em cho mấy chị trả hàng luôn. Rồi ở cái máy xay thịt, hồi nãy chị nào mới hỏi em với nồi lẩu mini nữa đó em. Dạ ok chị, vitamin E đúng không chị Thúy Phạm, là lấy vitamin đỏ nữa đúng không chị ơi? Dạ ok chị có đơn rồi. Chị Thúy Phạm mình có đơn rồi, chiều nay nhắc bên em lấy vitamin E đỏ cho mình nữa. 4 bịch khăn ướt chị nào nghe bên em đọc tên mình mới có nha mấy chị nhá. Rồi cái máy xay thịt này là 230 ngàn một máy nè. Chị nào mình lấy thì lên liền giùm chị em luôn nha mấy chị nhá. Đây máy xay thịt rồi chốt đơn. Cái máy xay thịt này có nhiều chị mình xài nó êm lắm, mình quay lại mua thêm rất là nhiều vô luôn mà nhưng mà hết hàng. Chị nào mình lấy thì ok chị Cát Lâm Nghiện máy xay thịt. Ok chị luôn nè, hôm qua đặt mới hết giấy ướt giờ có. Trời ơi cái này em đang xả hàng bom đây mà. Đang xả hàng bom đây chứ hàng mới đâu có. Đèn sạc xa chị mở không sáng. Đèn sạc xa nó sẽ có cái dây sạc giùm em á, mình sạc cho nó khi nào mà ví dụ nó sáng lên giùm em luôn thì tức là nó sẽ đặt được vào pin giùm em rồi nha chị nha. Rồi mình để như vậy giùm cho em luôn, để một đêm tới sáng giùm em thì nó sẽ đầy pin giùm em luôn. Và mấy chị bấm cái nút á nó sẽ sáng giùm em thôi nha chị nha. Bấm cái nút ở trong cái đèn á. Rồi cái này của em còn cho mình luôn 80 ngàn đây, em tặng luôn giá tốt đây nhớ chị nha. 80 ngàn luôn giùm cho em luôn. Mã này là gì đây ta? Táo hàng và kèm xuống thoại luôn giùm em. Cho con bố uống được không? Dạ không. Cái riêng về khử mỡ hay là những sản phẩm mà đốt cháy mỡ thừa cho mình thì nên tốt nhất là không nên uống khi mà cho bé bú nha mấy chị nhé. Rồi chốt luôn giùm em luôn mã táo này. Máy xay thịt em hết hàng mất tiêu rồi, máy xay tỏi cũng không có luôn. Rồi cái này em tặng luôn cho mấy chị 40 ngàn. 40 ngàn giùm cho em luôn. Cái này là mã nhỏ mắt, thuốc nhỏ mắt nè mấy chị ơi, kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. Thuốc nhỏ mắt hàng này là nội địa Nhật luôn giùm cho em. 40 ngàn cho em một chai, 40 ngàn cho em một chai thuốc nhỏ mắt thôi nha. Rồi tiếp theo ok chị Huỳnh Lương táo. Ok Huỳnh Lương chốt táo. Cái này em còn cho mình luôn này của dài không hả ta? Bôi ơi dài không hả? Nó không có gì nữa đấy. Rồi cái này của em tặng luôn cho mấy chị giá là 30 ngàn thôi nha mấy chị nha. Hết hàng rồi, thử mở ok chị em chốt đơn luôn nè. Đông y không có, nói chung là bên em không có về đông y nữa cho mình nè mấy chị. Đang bán cho mình hai cái loại này là tốt nhất, nên là đông y thì nhiều có nhiều chị mình uống không có chứ không có hợp á. Rồi thuốc nhỏ mắt chốt đơn luôn, cái này là tặng 30 ngàn cho em luôn mã chủ. Ok chị Lê Thị Thanh thuốc nhỏ mắt chỗ trong nhà và kèm xuống thoại luôn luôn cho em nhớ. À đây này bỏ cái này vô nữa chứ không chị ăn quá hết khăn ướt rồi nha chị ơi. Anh quách hết ướt rồi nè. Ừ giảm cân ba si còn một hộp nữa nè. Chị nào mình lấy thì chốt đơn hàng luôn giùm chị em nha mấy chị nha. Giảm cân ba si và kèm xuống thoại luôn để mình có đơn hàng thành công. Nồi lẩu mini này ok chị xíu bảo em chốt đơn cho mình nha. Máy xay thịt em hết hàng rồi. Kem thần thánh là cũng hết hàng, dao là còn không ta? Hết hàng luôn. Không, ok chị Tiên Phạm ca chổi. Rồi chổi chốt đơn cho mấy chị 30 ngàn. Mã này lên đơn hàng cho em vitamin E đỏ nè.
cái vitamin E nói chung là đầu tiên công dụng của nó đầu tiên là giúp cho da của mấy chị này chống lão hóa da. Ok chị xíu bạo nó lẩu. Mà nó sẽ là hàng này của em giúp chống lão hóa da, trong uống ngoài thoa rất rất là tốt cho da của mấy chị này, và đồng thời nó giúp cho cơ thể của mấy chị là bổ. Chị Tiên Phạm có đang nắp luôn. Tiên Phạm hai chai luôn hả? Tiên Phạm lấy mấy chai đang nắp chị ơi. Nó sẽ tạt, nó sẽ giúp cho cơ thể của mấy chị là được cung cấp vitamin. Ok chị bảo uống giảm cân ba chi. Rất rất là tốt, em tặng luôn cho mấy chị luôn. Một hộp 50.000, hai hộp 90.000. Một hộp như này nó sẽ có cho mình tới là còn hai lăng nách là bơm. Chú chị nhược lăng nách mã 22. Tốt lắm luôn mấy chị ơi, mấy xe thịt thằng bơm để cho chị hẻm không huyết nổ tan. Để em có được còn nữa không nè chị ơi. Rồi, chốt đơn hàng luôn giùm cho em. Vitamin E đỏ và kèm số điện thoại. Thôi lấy đơn chị, chú chị nhược đi lấy một. Chị Tiên Phạm lấy một chai trước nha chị nha. Để xíu nữa có được thì mình chốt tiếp giùm em. Vitamin E đỏ và kèm số điện thoại liền giùm em đi mấy chị ơi. Rất rất là tốt luôn thật sự. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em, hàng này là hàng của Nga cho mình luôn á nha mấy chị nha. Nên là ai lấy thì mình cứ lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. À hết giảm cân ba xi mất tiêu luôn rồi đấy chị ơi. Rồi, cái cục này của em luôn, E đỏ chút đơn chị Lê Thị Thanh Cúc này. Có như chị mình mua cái vitamin E đỏ này rồi. Bà 31. Y đó bà 31. Chị Tây đi chút đơn E đỏ cho chị nổi luôn nha. Dạ em cho chị Linh Phượng luôn này. Mình đặt hàng kèm mã luôn giùm em nha mấy chị nha. Nãy chị có nồi lẩu dạ. Cứ thiếu cái gì của mấy chị chiều nay nhắc bên em lấy là em ơi lấy cái này, lấy cái này, lấy cái này cho chị là ok nha mấy chị nha. Vitamin E đỏ của em là 90.000 giùm em hai hộp. Giá rất là sướng luôn. Nên là chị nào mình lấy thì mình chốt đơn liền và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Cái này của em còn cho mình luôn nè. Còn mấy cục à? 10.000 cục đi. E đỏ ok chị ngon ngon hoàng em chốt đơn nè. Dạ cắm gạo em còn đây. 2E ok chị anh Dung Ngô em chốt đơn 2E luôn. Giảm cân nhiều không em? Uống cái này giảm cân rất là ok cho mình luôn đó mấy chị. Mấy chị nha. Giảm cân ba xi á. Nhưng mà em hết hàng nó kêu luôn rồi. Hàng này nói chung là về số lượng bao nhiêu cũng không đủ cho mình luôn á. Rồi, chốt cho em luôn. Đây chị nào mới thổi cắm gạo nè, 70.000 cho một lốc nè mấy chị nha. Còn cái cục này của em là cục xà bông tắm. Vừa tắm cho mặt được dùm cho em luôn và vừa có thể là tắm cho body dùm em luôn nha mấy chị nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn cái cục này. Chị có giá 10.000 cục thôi, chị nào lấy bao nhiêu cục thì chốt cho em nha mấy chị nha. 10.000 cục, mã này của em chốt cho em luôn là mã khuyến mãi và kèm số điện thoại luôn dùm em. Bao nhiêu mã khuyến, bao nhiêu cục khuyến mãi và kèm luôn. Ok chị hình nương 2 cắm gạo mã 29. Hình nương 2 cắm gạo mã 29 bỏ đơn mặt một cái luôn. E đỏ ok chị Ngọc Đặng nha. Rồi chốt cho em luôn tắm cục tắm này mấy chị ơi, mã khuyến mãi đi. Mã khuyến mãi luôn giùm cho em. Một cục 10.000. Cục tắm này là cục tắm cam bổ sung vitamin C cho mấy chị rất là tốt nha mấy chị nha. Rồi ai đặt hàng thì mình lên liền giùm cho em luôn. Ở nhà ta giảm cân ba xi em hết hàng rồi chị Lan Anh ơi. Cái đôi này xinh ghê mấy chị ơi. Size này còn đôi size 38 thôi. Chốt cho em luôn. Ok chị Thúy Phạm. 3 cục 8 mã 20. Dép 38 cho em xuống thoại luôn dùm cho em đôi dép này luôn. Tặng luôn cho mấy chị 60.000 nha mấy chị nha. Dép 38 60k. Một set kẹp ok chị lên chút đơn cho mình luôn nữa nha. Rồi ok. Cái rồi ai chị nào mình lấy thì mình chút đơn liền dùm em luôn nha mấy chị ơi. Kèm xuống thoại. Có serum nám và ba si để bù đơn. Lô Thị Thanh Cúc 2 cục mã 31. Hết serum nám luôn. Dạ ok chút đơn E đỏ cho mấy chị nữa nha. Lô Thị Thanh Cúc 2 cục mã 31. Vì 10.000 cục rồi, vì 31 luôn, hai lần là được mà. Rồi chốt đơn 10.000 cục thôi. Rồi giá nó sướng không? Rồi cô sô-cô-la này TB 1 cục mã 1. Ok chị TB chốt đơn này. Cái này mấy chị, em tặng luôn cho mình nha mấy chị nha. 80.000 cho em luôn một hũ sô-cô-la. Hàng này riêng về cái sô-cô-la này của em. Tiên Hồ 1 cục mã 3. Ok chị em chốt đơn, sữa tắm nữ. Còn đấy chị ơi, từ từ em sẽ lên cho nha chị nha. Rồi chị Nam Ngọc Đặng 2 cục mã 37. Ngọc Đặng chốt 2 cục mã 37, vi tạo em con chị Huỳnh Nương ơi. Rồi đặt hàng chốt cho em luôn sô-cô-la và kèm số điện thoại liền để mình có đơn hàng thành công. Một hộp sô-cô-la 80.000 cho em thôi, giá rất là rẻ luôn, siêu ngon. Thúy Nghiêm 1 cục 4kg à. Thấy chị sang sang nha chị ơi. Sô-cô-la và kèm số điện thoại giúp size 38 chút đơn cho chị luôn, 60.000 đôi giúp xinh ơi là xinh luôn cho mình. Rồi chốt liền giùm em, sữa tắm nữ ok chị luôn nha. Hai hũ sô-cô-la luôn giùm cho em, một hũ có 80.000. Thực sự luôn, giá này là bao giá luôn cho mình rồi. Ăn rất là ngon. Chị nào mình đặt thì chốt liền nha chị nhé. Kẹo 80.000 ok chị Thúy Phạm nè. Đây, mấy cái này để em bỏ trên này. Chị nào mình ok chị Xuân Thanh với 38. Ok Xuân Thanh có chiếc 38 nè. Đó. 4k giùm cho em luôn đầy đủ. Ấy, mấy xíu thịt đấy bác. Rồi chị nào mình đặt thì chốt đơn cho em nha. Giấy gấu trúc, còn giấy gấu trúc không ta? Còn bên đó không ạ? Có giấy gấu trúc rồi.
Đâu chị đúng là đúng con ớt có chị lỡ thu hay sô cô la vi táo này chị ơi, em nghe chị nha, chị nào lấy vi táo thì chút cho em luôn 70 ngàn cho em luôn vi táo. Đây mấy xe thịt cọng mấy nữa này, 230 sô cô la còn bến là cái sô cô la chút đơn luôn. Sô cô la có Diễm thu một sô cô la giá rẻ lắm. Sô cô la bốn bảy 20 ok chị luôn nha. Một hũ của dạ rồi chị nào lấy sô cô la thì cứ lên đơn hàng cho em luôn, em bán tặng có 80 ngàn ký à. Một bảy 20 hồi đợt tết lắm chị, về hàng số lượng 12 ngàn ký, tức là 12 tấn giùm em đó. Bên em bán hết sạch sẽ, con cũng hết sạch sẽ luôn. Giờ là nói chung là còn bao nhiêu hũ sô cô la là bên em bán tặng hết cho mình nha mấy chị nhé. Rồi chốt mấy xe thịt sô cô la thì cứ chốt đơn cho em luôn. Bây giờ là nói chung là hồi tết mấy chị ăn sô cô la nhiều mấy chị. Ok chị Chu, chị nhượng mấy xe thịt mà 22. Chứ còn bây giờ sô cô la nó không có để ăn luôn đó mấy chị, thực sự luôn ha. Rồi chốt đơn chị Chu, chị nhượng này, Vi Tạo bỏ đơn vô luôn nhân hầm nha. Rồi sô cô la và kèm sống thoại luôn giùm cho em. Siêu ngon. Lấy sô cô la bảo mẹ của Vy. Rồi 4k dưỡng ok chị luôn nha. Dạ 4k có 120 ngàn hộp thôi. Bố mẹ bên lấy 4k nào thì chốt 4k đó giùm em nhắm chị nha. Đây, đây là 4k nám giùm em nè. 4k dưỡng và 4k mụn. Chị nào mình đặt 4k nào thì chốt 4k đó ha. Kèm số điện thoại đầy đủ để mình có đơn hàng thành công nha. Đó. Mã 4k nào kèm số điện thoại liền. Mấy xe thịt em hết sạch hàng mất siêu luôn rồi nè. Rồi chốt giấy em. Hình đưa Vy Tạo mã 29. Chốt giá ước cho mấy chị luôn, 4 gói 50 ngàn nè. Còn mê lào không, lấy 3 hũ Diễm Hình lên sẽ lên số thoại luôn giùm em chị ơi. Có, dạ rồi. Có đơn rồi. Rồi ok chị Diễm Hình bắt lấy 3 hũ mê bò đơn vô cho chị vô luôn đây. Rồi chốt cho em luôn đây nha mấy chị ơi. Thạch gom cho chị, dạ ok chị Lệ Thu nè. Có bao nhiêu thạch là lấy hết cho mình đúng không? Rồi cho chốt cho em luôn 4 bịch than ướp 50 ngàn cho mấy chị. Nè trong này có 2 bịch nè. Có thạch sữa chua rồi kìa. Ừ, thạch sữa chua có 3 gói nè. Thạch sữa chua còn không? Thạch là 41. Rồi ok chị Lệ Thu này, em chốt thạch cho chị luôn ạ. 41 này. 4 thằng ước chốt đơn chị Hình nương. Có 1 bít được. Đi bảo 41 là được. Đi bảo 41 ở đơn luôn. À thằng ước chị lấy thêm hả chị Thúy Phạm, em còn 2 bịch này em lấy cho mình luôn nha chị nha. Dạ lăn mắt em hết sạch luôn rồi chị Minh Nguyệt ơi, hết hàng mất tiêu rồi. Bà 41 thì được luôn. Nha mấy chị nha. Thằng ước chốt đơn. Rồi ba gói mặt nem luôn tặng luôn cho mấy chị nè. Ok chị Diễm Hình thằng ước là 42. Chị nào có đơn em tặng luôn 10 ngàn. Nhắm chị nha, 10 ngàn. 10 ngàn luôn dùm cho em luôn. Mã này của em là gì vậy ta? Thật nên và kèm sống thoại liền dùm cho em. Chia sẻ live stream dùm em với nha mấy chị nhá. Mình chia sẻ live stream dùm em với. Mã này em còn cho mình ở luôn. Mấy xe thịt để cho chị hả? Dạ, bây giờ cứ xả bông đi. Điều vai của Thư, hai khen ước mà bảy. Chị nào mình lên bình luận trước á, mình em chốt trước cho nha chị nha. Chứ còn em cũng không có biết được là mấy xe thịt chốt cho ai á. Hết thạch mất tiêu luôn rồi nè chị ơi. Rồi chốt hạt nem luôn dùm cho em. Cái này của em tặng luôn cho mấy chị 60 ngàn cho em một hộp. Đây là gì ta? Cà phê Idol. Ok chị Đặng Văn hạt đơn mã 26. Uống cái này rất là tốt luôn nha mấy chị nha. Hạt nem chút đơn nè. 3 gói hạt nem có 10 ngàn. Chị nào có tặng cái giá tốt đó cho mình luôn. Rồi chốt cho em luôn mã này của em là cà phê Thái và kèm số điện thoại liền để mình có đơn hàng thành công nha. Cà phê Thái kèm số điện thoại luôn dùm em nè mấy chị ơi. Cái này em tặng luôn cho mấy chị 20 ngàn luôn. Đây là gì ta? Mã bọc thực phẩm và kèm số điện thoại liền nha mấy chị nha. Mã bọc ok chị Phương Võ 2 cà phê. Đây nè mấy chị. Bọc thực phẩm dùm cho em luôn 2 cà phê chị Phương Võ chút đơn. Mã bọc thực phẩm. Ngọc nữ 2 cà phê. Ngọc nữ chút đơn 2 cà phê nè. Rồi bọc thực phẩm luôn dùm em 20 ngàn. Có 100 miếng bên trong lận. Chị không có chị Nguyên Phạm ơi. 20 ngàn bọc thực phẩm. Hết thạch dai dai luôn rồi nè mấy chị. Mấy cái mã thạch á. Thực sự luôn, thật là mấy chị ăn. Ok chị Tiến Lương bằng thuộc khoa mã 16. Ok Tiến Lương nè. Dạ rồi, mã này chốt đơn cho em luôn. Hết mã bọc thực phẩm rồi nè mấy chị. Xịn sò 100 tờ, 100 miếng thì em lận. Rồi 3 mê cho em 101. Chị nào lái chốt đơn cho em luôn nhắn chị nha. 3 mê 101 và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công. Mê này của em là siêu ngon. Dạ, ở bên kia này cũng đây mấy chị. 3 mê 101 một hũ như này, chị nào lấy ăn thử giùm em 40 ngàn một hũ, siêu ngon nha mấy chị nha. À, mê này của em là nó chua chua ngọt ngọt giùm em mấy chị ăn, nó rất là ngon cho mình luôn, nó kích thích vị giác của mình nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mình 1 hũ 40, 3 hũ 101 và kèm số điện thoại liền để mình có đơn hàng thành công. Hết mã bọc thực phẩm rồi nè mấy chị. Rồi chốt cho em luôn 3 mê nha mấy chị ơi, ngon lắm. Chị nào mình lấy thì cứ chốt đơn cho em kèm số điện thoại. À, có ba xe giảm ký cho em thì giảm chưa có dạ, ba xe em hết hàng mất tiêu luôn rồi. Em ngày hết hàng luôn chị Ngọc Nữ. À chị Hình Nương muốn người ta, chị nào hồi nãy hồi cái máy xe thịt này, cái máy này nữa chị xịn lắm.
cà phê hộp bao nhiêu gói, em 10 gói giùm em bên trong nha chị nha. À, sô-cô-la em qua mẫu mất tiêu rồi chị ơi, hết mẫu mất tiêu bên này rồi. Ê, tắt chút đơn chị Hồ Thắng luôn. Hình lương mã 29. Ok chị Hình Lương. Dạ, ba mê chút đơn 101 giùm em 3 hũ. Chị nào mình chưa tin tưởng em cứ mua một hũ về để dành ăn. Mã 29. Nãy em bộ chuyện Nguyễn Thanh có số điện thoại cho em luôn chưa chị ơi? Lên số điện thoại luôn được. Ai này, còn mấy xe thịt nữa nè. Đó. 120 ngàn mấy giùm em thôi. Trời ơi nó xịn lắm, chị cứ mua nha chị nha. Hết sạch nồi hấp mất tiêu luôn rồi. Thấy chị Minh Nguyệt luôn. Ba mê bỏ đơn vô luôn này nha. Dạ ba mê 101 giùm em thôi, tôi kèm số điện thoại liền để mình có đơn hàng thành công nha chị nhá. Kèm mã kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thanh lên giùm em số điện thoại. Dạ chị nào mình chưa có số điện thoại thì mình lên số điện thoại luôn giùm em nha. Đôi này của em còn cho mình là size 3. Ok chị Trương giữ bé xé thịt. Em còn hai đôi size 39 thằng bom thôi, tặng 50 ngàn đôi, chị nào lấy thì mình còn cái bé xé thịt đúng không? Ừ. Hai mấy? Có hai mấy mà sao? Rồi chốt cho em 50 ngàn. Đấy. Còn cái bên đây nữa. Đấy. Đấy. Rồi chốt cho em luôn đâu. Nha mấy chị nha. Ba si uống giùm cho em luôn. Nhập đánh 3B mà 37. Chị nhắn tin Zalo mà không thấy ai trả lời. Dạ em trả lời tin nhắn Zalo luôn mà bữa 3B mà 37. Chị ơi nên là không có trả lời kịp á. Có gì chiều nay em sẽ trả lời tin nhắn cho mấy chị hết nha chị nhá. Rồi cái này chốt cho em size 39 nè. Đáng nói chị, bi trắng 39 ngàn xuống khỏi 50 ngàn. Giảm ký trái cây bao nhiêu? Dạ, giảm cân trái cây là 120 ngàn cho em thôi. Dạ, vitamin A đỏ có rồi, chị nào mình lấy thì chốt liền nha chị nha. Kem thần em hết rồi. Rồi chốt cho em luôn bi trắng kèm size 39 nha mấy chị. 50 ngàn đôi thôi nha chị nha, đây là giá em bán lại. Dạ mấy chị chia sẻ livestream giùm em ha. Bi trắng size 39 50 ngàn. Dạ em thấy chị Ngọc Đặng luôn. Trần Thị Hoàng Anh sao đây? Anh đâu hề, chị nào hồi nãy hỏi giảm cân ba si đâu ta? Nó giảm cân này chốt luôn giùm em nè mấy chị ơi. Đây một hộp giảm cân ba rồi giúp bi trắng chốt đơn cho mấy chị đi, rồi chốt cho em luôn mã bi đen đi. Con nghĩ Hoàng Anh nè. Bi trắng. Trần Thị Hoàng Anh sao có đơn bom gì đơn trả gì đây biết? Chị có trong đây nè. Sau này là size 35 và size 39. Bi trắng size gì rồi? Bộ truyện ok chị Nguyễn Thanh em chốt đơn bộ truyện nha. Hai đôi size 39 luôn. Bi đen nữa. Ok chị Thanh rằng chị 39. Bi đen có size 35 và size 39 luôn nè nha mấy chị nha. Thanh tắm em hết sạch hàng luôn rồi. Rồi chốt cho em luôn. Ok chị sang với 39. Bi đen 35 39. Đó. Chốt đen bi đen luôn giùm em nha. Chị chốt giảm cân lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em chị ơi. Đây. 101 giùm em luôn cho một hộp giảm cân 3C này nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Cái này là xài nó đẹp da lắm luôn. Đẹp da vừa đẹp da đẹp dáng luôn giùm em nha mấy chị nha. Rồi chốt liền giùm em kèm số điện thoại luôn giùm em nha. Bi đen xài như chúc đơn kèm số. Ok chị Lê Phượng Ba Chi. Ok Lê Phượng em chúc Ba Chi cho chị luôn này. Lê Thị Thanh Trúc bi đen 35 mã 31. Lê Thị Thanh Trúc chúc bi đen mã 31 này. Dạ, Ba Chi có hai hộp nha mọi. Đôi này xinh quá cơ. Diễm hết Ba Chi mà 42. 70.000 giờ tặng luôn 70.000 hàng bom luôn nhắm chị nha. 70.000 luôn giùm cho em luôn mã nhũ kèm size 39. Diễm hết bi nhũ Ba Chi. Diễm hết bi đen 39 mã 42. Ok chị luôn này. Nhũ 39 70.000 cho một đôi, giảm cân hết hàng tiêu rồi mấy chị lên quá trời luôn. Trời ơi trời. Tâm nghiện chưa có đơn nha chị ơi. Chị nào đây ta? Chống nắng nano. Đây mấy chị, bây giờ em tặng luôn cái giá tốt này, chị nào mình lấy cái thằng bom của chị này thì mình chốt luôn giùm em nhóm chị nhá. Rồi nhũ size 39. Thúy Nghiêm nhũ 39 mà 38. Chống nắng nano một hộp 60.000. Chị nào lấy bao nhiêu hộp thì lên đơn hàng luôn giùm cho em. Chống nắng nano nhóm chị nha. Cái chống nắng này vừa bổ sung collagen cho da của mấy chị, vừa cung cấp vitamin cho da của mấy chị, giúp da của mấy chị này săn chắc này, hồng hào giùm em luôn và trẻ hóa làn da của mấy chị nha chị nha. 60.000 cho một hộp chống nắng nano. Chị nào mà đặt thì lên đơn hàng liền giùm cho em đi mấy chị ơi. Và đồng thời nó chống nắng rất là ok cho mình nữa luôn nha mấy chị nha. Rồi ai đặt hàng thì mình lên. Mỹ Hương chưa có đơn nha chị ơi. Mỹ Hương chưa có đơn rồi. 60.000. Hàng này bên em bán cho mình là 70.000 một hộp. Nhưng mà bây giờ em tặng luôn cái giá hàng bom là 60.000 một hộp. Chị nào lấy bao nhiêu hộp thì lên liền. Ok chị. Mỹ Nương hay nano mà 45. Mỹ nữ chứ. Ngọc nữ hay nano mà 45. Ngọc nữ hay nano mà 45 rồi chốt đơn tiếp. 60.000 một hộp. Hồ Thám 1 nano mà 47. Hồ Thám 1 nano mà 47. Rồi tiếp. Chống nắng nano luôn giùm chị em nha mấy chị nha. Chơi mà bom hàng thật. Chị Anh Trương lên giùm em số điện thoại. Dạ mấy chị đặt hàng kèm số điện thoại luôn giùm chị em. Dung Nguyễn là máy chống nắng mà chị ơi. Rồi lấy cho chị một hộp trước đi, chị lấy nữa thì chốt đơn. 60.000 một hộp thôi. Đây là hàng Dung Nguyễn một chống nắng. Dung Nguyễn chốt đơn. A ba si còn nữa đi hàng ơi. TV một chống nắng mã 1. Một chống nắng mã 1. Giảm cân ba si còn hai hộp nữa nè. Hồi nãy chị nào chưa có. Ừ, chốt đơn cho mấy chị đây. Giảm cân ba si 101 giùm em. Chống nắng nano bỏ đơn vô luôn.
Thảo Thảo hai trong nắng. Thảo Thảo chúc hai trong nắng. 60.000 dùm cho một hộp, chị nào lấy bao nhiêu hộp? TB thôi, một ba chi mã 1. Mã 1 luôn cho chị TB nè. Rồi tiếp. Dạ. Bảo Ngọc hai trong nắng. Bảo Ngọc chúc hai trong nắng. Hàng này em lên hết hàng bom như này rồi thì xong nha mấy chị nha. Trần Tâm hai trong nắng mã 30. Mã 30. Mã 30 nè. Ok chị này mã 30. Lơ Thánh hai trong nắng. Lơ Thánh chúc hai trong nắng nè. 60.000 mã 30. Ghi giá ghi mã 30 vô luôn chưa? Rồi ok. Dạ, chống nắng UV trên ghi bao. Hưởng Ngọc ba chi. Hưởng Ngọc chúc ba chi này. Cái hộp chống nắng này là nó sẽ chống nắng cho mình là tới ok chị Kim Thoa ba chống nắng. 53 cộng giùm em lận nha chị nha. Mỹ Hương ba chi. Mỹ Hương ba chi. Ba chống nắng của chị đây này, ok chị. Mỹ Hương ba chi 101 này, ok chị luôn, em chốt đơn nha. Còn chị nào mà lấy thì mình lên đơn hàng luôn giùm chị em nha chị nha. Ba chi còn không hả? Bác còn ở đấy không? Ba chi luôn giùm cho em còn hả? Còn ba chi ngoài đấy không? Có thử đây. Rồi 60.000 cho em một hộp giọng chống nắng giùm em thôi. Chị nào lấy bao nhiêu hộp thì mình chốt liền cho em nha mấy chị nha. Kèm số điện thoại luôn giùm em để mình có đơn hàng thành công. Dạ. Em còn 5 hộp chống nắng như này nữa giùm cho em là hết nha mấy chị nha. Rồi ba chi được coi thử con nữa không để em lên thêm cho mình cho. Dạ mấy chị chia sẻ live stream giùm em với nha mấy chị nha. Rồi chốt chống nắng cho mấy chị nữa đi. Rồi chốt ba chi cho mấy chị nữa đi. Ok chị Minh Minh ba chi. Minh Minh chốt ba chi nè, bỏ dục dục vô. Ừ. Ba chi bỏ đơn vô luôn. Dạ, lấy ba chi xem nè. Đây. Đâu ta? Có. Ok chị Lệ Thu 2 nano mã 41. Mã 41 chị Lệ Thu nè. Dạ rồi, ok chị nha. Cái hàng này hàng bom em tặng giá tốt nên là mấy chị cứ gom nha chị nha. Hàng bom em tặng giá tốt cho mấy chị. Rồi, bỏ đông trong nắng nano, trong bỏ đông ba chi cho mấy chị. Giờ gọi bữa có rồi em lên luôn cho nha chị nha. Đây nè, em sẽ lên thêm cho mình. Kem 4K có mấy loại hả? Ra đây chị ơi, em đang để như đây là có 3 loại giùm em luôn nè nha chị nha. Một loại là ok chị Hồ Ngọc 2 trong nắng mã 58. Ok chị Ngọc. 2 trong nắng mã 58 nè. Còn mấy hộp? Hộp gì? Còn cái chờ chốt đây, chốt đây. Mỹ Nương 2 trong nắng. Mỹ Nương chốt 2 trong nắng. Dạ, thật sự. Tao đi cho hộp giảm con ba chi đi lên cho chị nào coi nè. 101 giùm em một hộp này thôi. Đây là hàng Thái nha chị nha. Hồ Chi 2 giảm con. Hồ Chi chốt 2 giảm con nè. Lơ Hạnh 2 trong nắng. Rồi còn một hộp trong nắng thôi chị Lê Hạnh lấy. Lấy trước một hộp. À, rồi. Ok chị Lê Hạnh hết trong nắng hàng bơm luôn nha hầm nha. Lâm Úc 1 ba chi 37. Ủa? Cái ba. Rồi rồi, trong cái này của em đang bán. Trong nắng 1 ba chi 37 chưa? Cái mã này dùm cho em. Trong... Bảo Ngọc 1 ba chi mã 56. Em hết trong nắng rồi nha mấy chị nha. Đây nè, trong này của nó sẽ có 30 viên dùm cho em bên trong này lận. Đây nè mấy chị, nó là dạng vị như này nè nha mấy chị nha. Hết trong nắng nano mất tiêu luôn đây nè chị ơi. Bác coi thử phần trong nắng nano nữa không lên tặng luôn cho mấy chị nữa luôn. Chị nào mình có đơn ngày hôm nay của em thì mấy chị sẽ được giá tốt nha mấy chị nha. 5 thùng về bán cho chị xin giá sẽ. Đây nè. Bôi quê mã 58 thôi, có mấy hộp chống nắng ngày bôi. Sao mấy chị, em tặng luôn cho mình nha mấy chị nha. Hết chống nắng mất tiêu rồi, hết chống nắng hàng này rồi. Bây giờ chị nào lấy chống nắng 130.000 thì lộn mấy ba chi vậy? Nha mấy chị nha. Hai hộp chống nắng 130.000 cho Hường Ngọc 1 ba chi mã 58. Ok chị luôn nè. 101 dùm cho em luôn cho một hộp giọng con ba chi này thôi. Cú dù ly luôn à, bận bận đâu bận. Ok chị Thuận Hình 2 ba chi. Dạ ba chi thì mấy chị cứ lên đơn hàng nha. Hàng này của em hàng bơm mới có cho mình thôi à, chứ hơn hàng hết rồi nha mấy chị nha. Dương Cẩm 6 ba chi. Dương Cẩm chốt đơn nè. Dạ dặn con ba chi này mấy chị mua nhiều lắm. Mấy chị cứ lên đơn hàng cho em luôn mã và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. Xem mã luôn giùm em. Rồi cái ấm siêu tóc còn cái nữa nè. Tặng luôn ấm siêu tóc này cho mấy chị. Lấy ra xem chị ơi, lấy cái gì ra xem ta. Lấy ra xem đo ba chi xem. Đó em vừa mới lấy xong cho chị xem ha. Lấy số điện thoại cho em nha chị Thanh Phan ơi. Thanh Phan lên số điện thoại cho em. Còn hai hộp chống nắng nữa kia bỏ đơn vô luôn. Đây này còn hộp là còn cái mã nữa. Ok chị Mỹ. Dạ ok chị Mỹ Hương nè. Okay. Chị Nguyễn Thị Mỹ lên 2 nano. Nguyễn Thị Mỹ lên chốt 2 nano luôn. Dạ rồi lên đơn hàng kèm số điện thoại ấm siêu tóc 100.000. Tặng luôn giá tốt luôn nha mấy chị nha. Tặng luôn 100.000 cho em luôn mà ấm siêu tóc và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Rồi, mã này của em luôn lên tiếp cho em luôn nha mấy chị ơi. Ok chị Hồ Ngọc lấy. Ok chị Hồ Ngọc 2 ba chi mã 58.
Ok chị Hữu Ngọc 23 chi mạnh 58. Dạ trong đấy là em hết hàng bơm rồi nên là chị nào ok chị Thanh Phan 23 chi. Em lên cho mình giá là 130 ngàn nhóm chị nhé. Giá là 130 ngàn dùm cho em luôn hai hộp kem chống nắng con chị nào. Nguyễn Thanh Ám bà 50. Chị nào mình nói thì lên đơn hàng cho em luôn chống nắng 130 và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công cho em nhắn chị nhé. Rồi ba chi hết chưa bác ơi? Có ba chi chưa? Rồi có ba chi luôn á, cứ chốt đơn cho mấy chị. Tại vì hàng này của em hàng bơm á. Ok. Tại vì hàng bơm á mấy chị chứ còn mà hàng số lượng thì em không còn hàng nữa. Ok chị cô 3 hộp 3 chi. Dạ ok chị Na Thánh em chốt đơn luôn nè. Cô chốt 3 hộp 3 chi nè. Cứ bỏ đơn 3 chi vô cho mấy chị. Dạ chống nắng là 70 ngàn 1 hộp 2 hộp 130. Hết cần tay rồi chưa có không. Ok chị Mỹ Hoa 1 3 chi. Em tặng luôn 101 nhớ chị nha. Mã xét xong như này rồi em xét nước hoa dùm cho em 101 dùm cho em 1 xét. Chị nào mình lấy thì lên liền dùm cho em luôn. Xét nước hoa và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn. Lơ thêm 1 3 chi mà 57. Rồi chốt đơn. Đây nha mấy chị nha, em còn có 4 hộp giùm em thôi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em luôn và kèm xuống thật nha mấy chị nha. Để Hành Ruby 2-3 chi. Ok chị Hành Ruby chốt 2-3 chi. Áo ngực em còn cho mình 2 cái size 36 nè. 2 cái áo ngực size 36 tặng luôn 50 ngàn 2 cái nha mấy chị nha. 2 áo ngực size 36 50 ngàn 2 cái luôn giùm cho em kèm xuống thoại. Thúy Nghiêm 1 set do mã 38. Thúy Nghiêm chốt đơn nè. Rồi mã kèm xuống thoại luôn giùm em nha. Set tinh dầu kèm xuống thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công. Sách tinh dầu bay. Rồi còn 3 hộp Hình Lương bộ nước kho mã 29. Cái bịch này là gì đồ đó mà nước kho còn 2 gói. Nước kho mã 29 20 ngàn dùm cho em luôn. Một bịch thạch dòng dai kèm xuống thật luôn dùm em. Dạ giảm cân oxy thì mấy chị cứ lên đơn hàng đơn cho nha mấy chị nha. Ok chị còn bịch còn nước kho. Phụng ngô nước kho. Áo ngực luôn dùm cho em xe 36. Rồi hết chưa cô Bị. Nước kho hả? Có bốn bịch á, có 4 chai á. Có 4 set chung chốt đơn. Dạ thạch ok chị Lệ Thu nè. Tiếng Lương áo ngực mã 16. Tặng luôn cho mấy chị luôn cái mã này luôn đi. Nha mấy chị nha, chị nào gom thì mình gom luôn giùm em. Cái này áo ngực mã 16 nha mấy chị ơi. Giảm cân ba xi rau, giảm cân rau củ 120 ngàn chị em nha chị nha. Giảm cân rau củ thì nó sẽ mạnh hơn giùm em. Còn giảm cân ba xi thì nó sẽ không có bị mệt trong người của mình. Nha mấy chị nha, không bị mệt trong người. Nhưng mà nó vẫn sẽ giảm cân rất là tốt. Dạ xét sau em còn đây. Ok chị Ngọc Tuyền nước kho 60 ngàn dùm cho một set xong. Lệ Thu thạch đã 41. Ok chị Lệ Thu thạch mã 41 luôn nha chị. Rồi còn 3 bịch thạch chút đơn hết. 2 bịch chút đơn cho chị hết mất. À và còn 1 bịch thạch. À còn 1 set nước hoa nữa đi Hạnh ơi. 101 dùm em. Thạch đã 41. Rồi chốt đơn cho em luôn. 2 lóc đũa 50 ngàn cho mấy chị. Lấy bao nhiêu lóc lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại nha mấy chị nha. 2 lóc 50 ngàn. Đây em cho mấy chị xem bên trong luôn. Hết thạch mất tiêu rồi nè mấy chị ơi. Còn không? Hết rồi hả? Lệ Thu 2 đũa mã 41. Là thu chút hai đũa mà 41 này, bỏ đơn đũa vô cho mấy chị nổi nha. Rồi, xếp nước hoa còn xếp đi nè. Nè mấy chị. Thạch để Phương Nguyễn đũa. Phương Nguyễn chút đũa này, em lấy chị 4 lóc đũa luôn nha chị Phương Nguyễn ơi. 4 lóc là 100 ngàn cho em luôn. Mình thay đúng không mấy chị? Bình thường ví dụ như mình thay đũa của nhà mình á, mình mua cho em luôn 20 đôi như này thì nhiều khi nó sẽ bị lọt sọc mẫu, nó không có đẹp nha mấy chị nha. Còn bây giờ mình thay hết đũa của nhà mình là cái đũa này, chỉ cần 40 đôi giùm cho em thôi là mấy chị xài xịn sò luôn giùm cho em. Xài từ năm này qua năm kia vẫn còn ok cho mình hết luôn nha mấy chị nha. Một lóc 30 ngàn, hai lóc 50 ngàn, lấy cho em luôn từ bao nhiêu lóc thì lên đơn hàng luôn giùm cho em nha mấy chị nha. Kèm xuống thoại, đũa này của em là Ngọc Đặng đũa mã 37. Ngọc Đặng chốt đũa mã 37 là 4 lóc cho chị luôn. Rồi ok mấy chị luôn nha. Đũa Lô Hạnh 2 đũa mã 65. Con đũa còn 2 đũa mã 65. Lê Hạnh chốt 2 đũa mã 65 luôn nè. Dạ. Lên cho em luôn bao nhiêu lắp đũa và kèm số thoại cho em luôn nha mấy chị nha. Để mình có đơn hàng thành công cho em luôn nè. Kim Ngọc Nữ 2 đũa mã 45. Ok chị Ngọc Nữ chốt đơn 2 đũa mã 45 nè. Áo ngực ngủ giùm cho em nữa đây. Rồi còn mấy lóc đũa giùm em chỗ này thôi. Đũa nhà em Bảo Ngọc 2 đũa mã 56. Bảo Ngọc 2 đũa mã 56 này cứ bỏ đơn đũa vô cho mấy chị nha. Dạ cứ một lóc là 5 một lóc là 20 ngàn 30 ngàn. Cô 2 đũa mã 70. Dạ cô chốt 2 đũa mã 70 luôn. Dạ rồi mấy chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nha mấy chị nha. Bao nhiêu lóc đũa và kìa. Ok chị son còn. Son còn luôn chút đơn son. Áo ngực này nữa giùm em nữa nè. Đây, áo ngực này của em có 3 cái luôn, em tặng cho 3 chị, em tặng cho 1 chị luôn nha. Size này của em là size 36 thôi. Áo ngực size 36 dùm cho em có 3 cái. 80 ngàn 3 cái luôn đi, nhắn chị nhé.
được 36 ấy. 80 ngàn 3 cái áo ngực size 36. Ừ. Mỹ Hương áo ngực mã 60. Mỹ Hương áo ngực mã 60 này. Ok chị nha. Rồi cái gì nữa bác ơi? Mã tiếp tục nữa giùm cho em còn cho mình một đôi này. Cảm ơn chị ơi. 60 ngàn cho em đôi dép hàng Quảng Châu xịn sò như này cho mình luôn nè. Chốt cho em luôn dép size 37 60k. Ok chị Hợ Ngọc sẽ son. Hợ Ngọc chốt sẽ son. 60k giùm cho em luôn. Mã dép mình kèm size 37 giùm em nha. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng và kèm số gọi này. Cái set nám này có chị nào mình mua chưa nè mấy chị ơi? Mua về xài thử giùm em nha mấy chị nha. Xài đúng cho em luôn một tuần thôi. Mà da của mấy chị mà không đẹp lên, em cho mấy chị trả hàng, em hoàn tiền cho mình luôn. Nên là mấy chị cứ yên tâm giùm em nha mấy chị nha. Đây mấy chị. Đây 101 giùm em luôn cho một set chị nám và kèm số gọi luôn giùm em. Còn son ăn không trôi chị ơi. Còn sao vậy? Nha chị nha. Set nám dùm cho em 101. Lan nhận với 37. Xịn sò cho mình lắm luôn nha mấy chị nha. Lô Phượng set nám. Nha Phượng chốt set nám. Và 53. Rồi bỏ đơn set nám vô luôn cho mấy chị. 101 dùm em luôn cho một set nám này nha mấy chị nha. Giúp xa 37 hết hàng mục tiêu luôn rồi này đúng không? Set nám và 53. Chốt đơn set nám cho mấy chị vô luôn đi. Set nám là xịn lắm mấy chị cứ mua sai. Để lại ăn đi. Ok chị Ngọc đặng em chốt đơn luôn cho chị luôn nè. Dạ rồi cứ lên đơn hàng cho em luôn set nám và kèm xuống thỏi cho em. Xài thử một tuần giùm em thôi mà da của mấy chị không đẹp lên, da không cải thiện, em cho mấy chị trả hàng luôn. Em hoàn tiền cho mấy chị luôn được không nè chị nhá. Rồi cứ đặt hàng chốt. Đến Dubai thôi Dubai. Lúc nào Dubai còn set rồi đúng không? Rồi còn một set chốt đơn luôn. Em còn mấy cái chai tinh dầu Dubai này nè. 150 ngàn một chai đúng không mấy chị? Thì bây giờ em tặng luôn 140. Chị nào mình lấy thì chốt. Ok chị Yên rõ set nước kho. Lên cái mã này là tinh dầu Dubai và kèm số thoại luôn giùm em nha mấy chị nha. Tinh dầu Dubai 140 ngàn giùm cho em luôn cho một chai tinh dầu và kèm số thoại liền để mình có đơn hàng thành công. Giá này của em bao giá cho mình xài rất là sướng nha mấy chị nha. Cái này nó sẽ có nhiều mùi nha mấy chị ơi. Em có cho mình là mùi Coco Chanel, dầu gội đỏ em còn đó chị. Mùi Coco Chanel này, mùi lăng côm giùm em nè. Với rồi, em còn hai mùi Coco Chanel với mùi lăng côm thôi. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn giùm cho em. Em tặng luôn 140 thôi nên là chị cứ gom đơn cho nó sướng nha chị nha. Xài cái này giùm cho em luôn, mua một lần mấy chị xài giùm cho em luôn, xài hoài. Rất là thơm cho mấy chị. Trong hộp có hướng dẫn dùng không bé? Dạ có đó chị ơi. Rồi chốt cho em luôn. Sữa tắm nam chị Nguyễn Thanh ok chị em chốt đơn nha. Dạ. Từ từ chị Mỹ Hương từ từ chị em chút xíu nha chị nha. Rồi chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em. Ok chị Hiền Chi hai tinh dầu Dubai. Ghi 140 luôn chứ không lộn chứ không ghi em tính giá cho mấy chị luôn 150 á. Bôi ơi có cầm tiền nè anh Bôi. Bác ơi vô nói anh Lâm đưa. Nói anh Lâm đưa tiền ấy một cái. Đưa tiền bác có áo cái gì đi á. Bé gì lì ra nói Lâm đưa tiền rồi. Rồi chốt đơn cho em luôn. Minh tinh dầu mã 61. Minh chốt tinh dầu của cô chị nha mã 61 này. Thơm lắm luôn đó mấy chị ơi. Rồi chị Lâm mình đặt thì chốt đơn cho em luôn. Tinh dầu Dubai và kèm xuống thoại cho em còn một chai tinh dầu nữa giùm em thôi nha mấy chị nha. Rồi cần tay chị nào lái chốt đơn cho em luôn 50 ngàn cho em một hộp cần tay. Em còn hai hộp hả? Hết hàng rồi mấy chị. Tinh dầu Dubai luôn giùm cho em luôn 50k kèm xuống thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Tinh dầu Dubai 50 ngàn kèm số điện thoại luôn giùm em. Đôi bi này còn cho mình một đôi này nữa nha mấy chị ơi. Đây là size 37 giùm em nha. Chốt cho em. Sữa tắm bé một chai là 50 ngàn, một chai là 60 ngàn thôi nha chị nha. Mùi lăng côm. Minh lấy mùi lăng côm này. Rồi có một mùi lăng côm. Rồi ok chị Minh lấy đâu. Minh mã 61 dạ, đâu lại lấy mùi lăng côm. Đôi này xinh lắm luôn. Mã bi giùm cho em size 37 kèm số điện thoại cho em nha. Bi 37 kèm số điện thoại em tặng đôi bi này cho mấy chị với giá là 50 ngàn. Hàng bom bán tặng 50 ngàn nha. Ok chị Hương Chi hai hộp còn tay. Ok đây, Hương Chi này. Rồi từ em sẽ lên cái mã này cho mình trước nha mấy chị nha. Coco Chanel còn hộp nào nữa nha ông ta. Như là hết nước kho luôn rồi đó mấy chị. Còn một chai Coco Chanel. Đây mấy chị. Chị nào mình lấy cái này thì mình lên đơn hàng luôn giùm em. Dạ Lê Thị Thanh Phúc B37 mã 31. Tặng luôn cho mình 101 giùm cho em luôn cho một combo dầu gội bưởi như này. Ok chị Quỳnh xịn sò tinh dầu nhắm chị nhá. Bên trên như này nếu mà nó sẽ có ghi chữ Sambo giùm em á thì tức là dầu gội nha mấy chị ơi. Tại vì cái hàng này của em là hàng của hả? Ở trong cái bóp mà ở trong cái túi màu đen á. Ngay chỗ cái túi mới sáng mới đem vô ấy. Đèn tích điện còn không ta? Hết đèn tích điện rồi chị ơi. 101 giùm cho em luôn cho một combo gội bưởi này cho mấy chị được không nè. Giá này của em là bao rẻ luôn.
thử mấy chị bỏ ra một 101 thôi, mấy chị mua một cái chai như thế này giùm em là không có rồi nè nha mấy chị nha. Đằng này có cho mình một chai gội và một chai xả giùm em luôn, xài rất là sướng. Khách nhà em xài giùm cho em luôn một combo này nè, sau đó mấy chị quay lại mua thêm rất rất là nhiều nữa xài. Riêng về combo gội bưởi này của bên em bao dùng cho mình nha mấy chị nha. Ra tóc rất là nhanh giùm cho em luôn, và đồng thời nó giúp cho tóc của mình suôn mượt nè, chống chẻ ngọn tóc và làm cho tóc của mình là không là được cung cấp cho mình luôn, cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho tóc của mình nữa nha mấy chị nha. Xịn sò lắm, dầu gội và xả trên chai. Dạ đúng rồi, có dầu gội và dầu xả, nhưng mà nếu chị nào mình không thấy được cái chữ đó thì mấy chị cứ xem chỗ này nè, nó sẽ có cho mình là chữ Sambo nha mấy chị nha, là mình sẽ biết đây là chai dầu gội dùm em và một chai dầu xả. 109 mình dùm em cho một combo gội bưởi, chị nào mình lấy thì chốt liền dùm em nha. Combo gội bưởi kèm sống hỏi, nhiều khi mấy chị mua cái này về tặng lại cho ông, tặng lại cho người thân của mình nha mấy chị nha, hoặc là làm quà biếu quà tặng dùm em là bao ok hết luôn. 109 và kèm sống hỏi để mình có đơn hàng thành công nha. Rồi, chai sữa tắm này là 100.000 cho một chai này. Ok, chị lên nhập dầu gội, phân điểm dầu gội. Ok, mấy chị luôn này, chốt Ngọc dầu gội. Dầu gội. Ngọc đang chốt dầu gội luôn này. Dầu gội bưởi 109.000 nha mấy chị nha. Một xếp kẹp, dạ ok, xếp kẹp máy chút đơn chút một nữa luôn. Dạ rồi, 100.000 cho em luôn một chai sữa tắm nước hoa hồng này chị ơi, thơm lắm luôn. Nó sẽ tặng luôn cho mình nữa luôn là cái chai này của em là chai nước hoa nữa nha mấy chị nha. Dạ ok, chị Linh Phan em chốt đơn nè, Ngọc Ánh, Hoàng Ánh em chốt đơn combo gọi bưởi cho mình nữa luôn nha. 100.000 cho em luôn một chai sữa tắm và kèm số thoại để mình có đơn hàng thành công cho em nhắm chị nhé. Giá rẻ lắm mấy chị cứ gom luôn giùm em, xài là bao sướng cho mình hết là cứ yên tâm cho em nha. Thơm lắm cái chai sữa tắm giùm em á mấy chị. Hàng này của em là mấy chị mua về tắm hàng nước hoa của chị em, hàng công ty cho mình. Rồi chị Ngọc Đạn chốt sữa tắm luôn cho mấy chị này, 100.000 cho một chai sữa tắm thôi. Chị nào mình lấy thì cứ lên đơn hàng cho em nha. Rồi em còn cho mình máy cái bịch này em tặng luôn. Lê Hạnh lắp tấm gạo mã 65. Lê Hạnh chốt tấm gạo mã 65 cho chị luôn, 70.000 cho em lắp. Đây nè, em lên lắp tấm gạo này nữa cho từ từ chị chút xíu nha. Rồi thực sự luôn mùa hè nha mấy chị, không thể nào bỏ qua được dùm em sữa tắm nè, cắm gạo dùm cho em, hay là những cái mã mà ví dụ như làm mát trong cơ thể của mình nha mấy chị nha. Không thể nào bỏ qua được hết. Tại vì chị Kim Huyền lên giùm em số điện thoại. Kim Huyền lấy thằng gọi bưởi lên sống thoại luôn giùm cho em. Mặt nạ dần treo luôn. Trời thực sự hôm bữa trước em xài thôi. Hiện tại chưa có đơn nha chị ơi. Tinh khủng khiếp luôn. Em còn có nặng, em còn có 10 miếng thôi em tặng. Rồi 4 ca dưỡng bỏ đơn chị Mỹ Nương cho luôn hả? Rồi Mỹ Nương mã 63. Ok chị luôn. Đây mấy chị, 5 miếng bây giờ tặng luôn hàng bom 50.000 luôn. Thực sự luôn 5 miếng 50.000 là giá, em bao giá luôn rồi, sữa tắm hoa hồng chốt đơn luôn nha. Rồi chị nào lấy cái sữa đắp mặt nạ này thì chốt đơn cho em luôn, mã mặt nạ và kèm số thoại cho em 5 miếng 50.000 cho mấy chị. Riêng về hàng này của em bao giá cho mình và hết hàng rồi. Hiện tại nhà em là hết mặt nạ luôn rồi đó mấy chị, nên là ai lấy thì mình chốt đơn cho em nha. Cám gạo xung dùng sao hãy mặt nạ chốt đơn cho mấy chị luôn. Cũng mặt nạ mà 73. Dạ cho sữa tắm bé là 60.000 cho một chai đó chị ơi. Cám gạo là 70.000 cho em một lóc 12 cục nha mấy chị nha. 70.000 cho em một lóc 12 cục dùm em lận này mấy chị ơi. Xài rất là sướng luôn. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm chị em nha mấy chị nha. Đây, nó sẽ vừa cung cấp cho em luôn glutathione dùm cho em vào, cung cấp collagen cho da của mấy chị nữa, giúp da của mấy chị này Mỹ Hương mặt nạ mã 60 tại tế bào chết trên da, thứ hai làm da của mấy chị là căng bóng mịn sạch da dùm cho em nha mấy chị nhé. Và đồng thời nó lấy đi những cái lớp nhờn trên da của mấy chị, rồi mấy chị thoa kem mấy chị dưỡng da vào dùm cho em luôn, đảm bảo mấy chị luôn là rất rất là phê nha mấy chị nhé. Cái này là tắm sạch da là cực kỳ cho em luôn, 70.000 cho em mà tới 12 cục như này. Mấy chị mua về một cục mấy chị xài dùm em luôn cho da mặt, và một cục mấy chị tắm cho body dùm cho em luôn nha mấy chị nhé. Xài hết cục này tới cục khác, hết cục này tới cục khác. Riêng về cái hàng này của em, mấy chị mua một lần như này thôi, xài được dùm em tới hơn một tháng, hơn 2 tháng dùm em luôn cũng có cho mình nha mấy chị nhé. Thơm lắm. Mùi cám gạo dùm em là bao thơm nha. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng. Ok chị Hàng đặt cám gạo mà 58. Dạ rồi, cám gạo chốt đơn luôn dùm cho em kèm xuống thoại nha mấy chị ơi. Đôi sục này của em còn một đôi size 37 nè. Chốt cho em sục 37 kèm xuống thoại để mình có đơn hàng thành công đôi sục, tặng luôn cho mấy chị 60.000. Sục 37 60k kèm xuống thoại luôn dùm em. Sục 37 60 nè của bác. Cái này là còn combo size bao nhiêu ông ta, đủ size không? Bơi ơi, combo dép còn đủ size không? Size bao nhiêu ta? Trốn bác coi nha. Còn size 38 không ấy? Còn 678. Cám gạo chốt đơn chị Ngọc Nữ luôn này, hết mặt nạ mất tiêu luôn rồi đó mấy chị. Hàng mặt nạ. Ok chị Ngọc Đặng sục 37 mã 37. Rồi còn 4 bịch than ướt chốt đơn cho mấy chị nữa nè. 4 bịch than ướt 50.000 cho mấy chị nữa luôn. Cám gạo thì mấy chị cứ lên đơn hàng cho em chốt cho mấy chị nha. Đây, 4 bịch than ướt là 50.000, kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Mã này em còn cho mình nữa luôn. Dạ ok chị Hồng Kim em chốt đơn cho chị nha. Đây mấy chị,
dầu gội đỏ, dạ dầu gội đỏ em còn để chị Kim Huy, mình lấy thì lên đơn hàng cho em luôn luôn và kèm số thoại cho em với nha. Cái mùa nóng này mấy chị không thể nào mà bỏ qua được dùm cho em luôn. Cái mã này của em là nhuyễn hơn, nhuyễn tay được hết, vừa uống được dùm cho em, vừa có thể là mấy chị trộn. Ok chị Lệ Thu không ước mà 41 sữa tắm bé là một chai 50, là một chai 60.000 cho em chị Ngọc Bảo Hà ơi. Rồi hết khăn ướt mất tiêu luôn rồi. Rồi 70.000 dùm cho em luôn mã này của em, nhắn chị nha. Cứ mấy chị là ngâm với lại nước ấm mấy chị uống dùm cho em rất là tốt luôn nè. Thật là mấy chị có thể là uống với nước lọc dùm cho em cũng ok luôn nhắn chị nha. Cứ đợi cho nước nó ra màu vàng luôn cho mấy chị. Uống nó cực kỳ thơm và rất rất là ngon. Đồng thời nó giúp cho cơ thể của mấy chị là được mát gan, được thanh lọc cơ thể, ngủ ngon giấc hơn dùm em luôn, ngăn ngừa lão hóa da, chống chảy xệ da và làm cho mấy chị là ngăn ngừa nám sạm dùm cho em rất rất là tốt nha mấy chị nha. Tặng luôn cho mấy chị 70.000. Hàng này của em là Savron, hàng của Iran dùm cho em đàng hoàng cho mình nha mấy chị nha. Cam kết với mấy chị luôn có chất kết mã vạch đầy đủ hết, nên là cứ yên tâm dùm em ha. Nhựa hoa ngỡ tay 70.000 cho em một tuyết, một hộp. Ok chị Lan Nguyễn Nhị Hoa mà 78. Cứ pha dùm em tầm khoảng 2-3 sợi thôi, để dành như vậy uống dùm em cả ngày. Rất là thơm, rất rất là ngon nha mấy chị nha. Rồi chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm chị em. Hết khăn ướt mất tiêu rồi nè mấy chị ơi. Mã nhụy hoa nghệ tay và kèm số điện thoại liền. Chú chị Nhược hoa nhụy hoa. Chú chị Nhược nhụy hoa chút đơn nè. Mã 22. Nhụy hoa nghệ tay kèm số điện thoại cho em luôn nha mấy chị nha. Chị Huỳnh Nương có đơn nhụy hoa nghệ tay rồi, nhắc bên em lấy nhụy hoa nghệ tay cho mình ha. Thơm lắm, 70.000. Mà xài dùm cho em luôn là bao lâu luôn á nha mấy chị nha. Hả? Rồi vậy là chị Chu chỉ nhược có một hộp à. Hết nhiều hơn ngỡ tay mất tiêu luôn rồi nè mấy chị. Rồi bàn chải đánh răng còn cho mình hộp đẹp 90.000 cho em luôn. Mã bàn chải và kèm số thoại cho em nha mấy chị nha. Bàn chải đánh răng 90k kèm số thoại cho em. Sữa bếp em còn đó chị ơi nha chị nha. Rồi còn cho mình luôn áo ngực size 38 nè, 30.000 cái áo ngực. Đâu? Đây, hai cái áo ngực 38 50.000 cho mấy chị luôn. Hết nhựa hoa ngỡ tay mất tiêu rồi. Trời ơi, thực sự luôn. Lấy cho em một combo gội bưởi chiều. Dạ ok chị Kim Huy ở đây. Có đơn chưa hả? Ồ, rồi đây bỏ đơn combo gội dầu gội này cho chị vô luôn. Chị lấy dầu gội bưởi mà. Dầu gội đỏ mà. Mà chị này chị lấy dầu gội bưởi. Lại giờ lấy combo gội đỏ nữa đúng không ta, hay là sao? Lấy một combo là ok chị Lan Nguyễn áo ngực 38 mà 78. Đây, combo gội giùm cho em luôn đây. 150.000 dùm cho em luôn, 140-150.000 ta. Thứ thanh bàn chải áo ngực chất đơn luôn dùm cho em nha, kèm số thoại. Rồi, muối tây ninh còn hộp nè. Chị nào lấy chốt cho em 40.000 một hộp muối tây ninh. 40.000 dùm cho em luôn cho một hộp muối tây ninh và kèm số thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. Chị nào mình lấy muối tây ninh thì chốt cho em. Hai bịch sữa bé ok chị em chốt đơn cho chị nha. Dạ gọi bưởi là mấy chị cứ lên đơn hàng kèm bên em chốt đầy đủ hết nha mấy chị nha, không cần đọc tên nhưng mà mình vẫn sẽ có đơn giùm em hết nha. Rồi còn một ấm siêu tóc nữa nè, 100.000 cho em muối tóc muối chốt đơn luôn. Ok chị Anh Nguyễn muối bà 8. Ok chị nè, chị nào mình lấy cái này thì lên đơn hàng cho em luôn đi mấy chị. 100.000 giùm cho em luôn mà ấm siêu tóc, bỏ đơn vô cho chị nào. Dầu gội đỏ á. Bây giờ em lên cái mã này cho mình combo Z nếu mấy chị nào mình chưa. Ok chị Nguyễn Tài ấm. Ok chị Nguyễn Tài chốt ấm luôn cho chị nè. Em nhớ là chai màu đỏ mà chị chai màu đó màu trắng. Bên em bán cái dầu gội Tigi này là dầu gội màu dầu gội Tigi là dầu gội đỏ, bên em gọi là tên là dầu gội đỏ nha chị nha. Nhưng mà cái hộp của nó là hộp màu trắng. Là bán có hai loại, hồi giờ là bán có hai loại dầu gội thôi. Hai loại đó giùm em thôi à chị ơi nha. Sữa tắm bé màu, sữa tắm bé mấy màu, sữa tắm bé bên em có hai màu, màu tím giùm em và màu xanh nha chị nha. Lấy màu nào thì mình chốt màu đó cho em, 60.000 cho một chai thôi. Đây mấy chị. Combo Z. Em bán một đôi như này là 70.000 rồi nè. Bạn chả đánh lên hết rồi đúng không? Một đôi như này là 70.000 rồi nè. Mà bây giờ em bán tặng cho mình hai đôi 70.000 cho mình là quá sướng luôn nha mấy chị nha. Tức là em bán một đôi này, em tặng thêm cho mình một đôi này. Chị nào ví dụ như mình thích mua chữ H thì mình mua về mình mang giúp chữ H như này cho em nha mấy chị nhé. Còn thích mang cái chữ này thì mấy chị lấy cái đôi này dùm cho em luôn. Mang lên chân rất rất là sang và cực kỳ đẹp. Tặng luôn cho mình, giá hai đôi này là 70.000. Riêng về cái hàng này của em mấy chị mang hoài luôn dùm em, không bao giờ lỗi thời hết nha mấy chị nhé. Hàng giúp chữ H như này nè. Nhiều khi mấy chị mua hàng thật á, người ta sẽ bán cho mình cái giá tới mấy triệu bạc dùm cho em một đôi lần. Trong khi bên em bán cho mình nè,
keo này của em là hàng keo chắc chắn cho mình hết luôn. Chị nào mình đã nhận hàng com, đã nhận hàng cái combo Z này của nhà em rồi mới chị biết, xài mang lên chân rất rất là êm chân và cực kỳ thời trang cho mình nha mấy chị nhé. Chị nào lấy combo gọi combo Z này thì lên đơn hàng cho em, mã combo Z và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. 2 đôi 70.000 nha mấy chị nhé. Size còn 36, 37 và size 38 thôi, em còn đúng cho mình luôn. Ba size này nữa là hết hàng rồi nhóm chị nhé. Size 39 là hết sạch, không còn một đôi nào luôn. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn giùm em. Combo dép kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha. Size đi mấy chị ơi, mang cái đôi dép này đi mấy chị ơi, xịn sò đẹp lắm, rất rất là đẹp thực sự. Hàng bên em tự sản xuất nha. Size là 36, 37, 38 giùm em. Cứ lên đơn hàng bên em in đơn hàng đầy đủ hết nha mấy chị nha. Còn combo dép nếu mà chị nào ví dụ như mình chưa biết mình mang size bao nhiêu á thì mấy chị cứ tham khảo dùm cho em trước. Rồi ngày mai bên em gọi chút đơn, cứ nhắc bên em là lát cho chị combo giúp size bao nhiêu đó là ok nha mấy chị nha. Chị nào có đơn rồi nè, cô sẽ bỏ đơn vô cho chị nào. Size nhiêu ấy? 36 á. 39. Ok chị luôn nha. Rồi combo giúp kèm số điện thoại 2 đôi 70.000, sướng không mấy chị? Giá rẻ lắm luôn á nha mấy chị nha, cứ yên tâm cho em luôn. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Rồi cái chai cái dầu gội cái cục tóc này hết rồi đúng không? Dạ ok chị, miền tay cô Tư hết cục tóc luôn rồi con. 20.000 cho em luôn, mã cục tóc 100 sợi dùm cho em luôn và kèm số điện thoại nha mấy chị nhé. 20.000 100 sợi cục tóc dùm cho em luôn. Chị nào mình lấy chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại nha. Áo này của em còn cho mình luôn, size này của em là size XL nè. Em còn có 2 cái thôi em tặng. Xếp kẹp mà, xếp kẹp từ từ cho em một chút xíu em lên xếp kẹp cho. Còn mua dép thì mấy chị cứ lên đơn hàng cho em hết nha. Để bên em in đơn hàng đầy đủ cho mình nha mấy chị nha. Ok chị nghiện tay cục tóc đã 92. Dạ rồi, rồi chiều nay ví dụ như thiếu, ví dụ như ngày mai bên em gọi chút đơn mà thiếu combo dép của mấy chị thì nó là lấy cho chị một combo dép size bao nhiêu đó là ok nha chị nha. Size là còn 37, 36 và 738 thôi, còn đúng cho mình là 3 size đó thôi là hết rồi ha. Rồi cục tóc hết hàng rồi nè mấy chị ơi. Cái áo này của em luôn, áo thôi tới giờ tặng luôn nha, 40.000 cho một cái đi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em, đẹp lắm. Áo nam luôn dùm cho em luôn, 70kg đôi nặng luôn. Áo nam 40.000 cho một áo nam và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Rồi không cục combo zip cứ đơn in đơn hàng cho mấy chị luôn này. Đây 40.000 cho một cái, size là 70kg đôi lại mang vừa dùm cho em. Chị nào lấy một lần hai cái như này để mấy chị, giá này là bao sướng. Dạ ok, đặt mã này lên đơn hàng cho em luôn, áo nam kèm số điện thoại cho em nha mấy chị nha. Hết kẹo vừa quất mất tiêu luôn rồi. 80.000 cho em mã táo hàng luôn đây. Dạ ok mấy chị nè, kem 4K là 120.000 dùm cho em thôi. Dạ đơn này khi nào chốt hả? Đơn này là chắc là ngày mai bên em sẽ gọi chút đơn lên mấy chị nha chị nhá. Bây giờ em like rồi, chiều em like rồi, tối nay em like thêm cho mình nữa rồi. Chắc là ngày mai bên em mới gọi chút đơn hàng cho mình được. Nên là cứ gộp đơn đi mấy chị, gộp đơn thoải mái cho em nha mấy chị nhá. Rồi chốt hai áo cho mấy chị vô luôn nè. Táo luôn dùm cho em luôn đi mấy chị ơi, 80.000 dùm cho em luôn. Chị kim thoa hai áo kèm ký giúp em nha chị ơi. Kim thoa hai áo kèm ký này, chị Huỳnh Thúy lấy hai áo mang size bao nhiêu kèm ký luôn dùm cho em luôn nha mấy chị nha. Kèm số ký đầy đủ em chốt. Size XL, size XL tức là 70kg đó lại là mang vừa dùm cho em á nha mấy chị nha. Rồi chốt táo cho em đi mấy chị ơi, 80.000 một ký táo được không mấy chị? Mà chị nào bây giờ mua 2 ký hàng bông em tặng luôn, 150.000 cho em luôn đi nha mấy chị nha. Rồi chốt cho em luôn, 1 ký 80, 2 ký 150 cho mấy chị. Rồi để em lên thêm vài còn 2-3 đôi bi này lên luôn cho mấy chị. Sữa tắm người lớn, sữa tắm bé người lớn xài được không chị? Trời ơi thật sự luôn, chị muốn xài sữa tắm. Ok chị Hương Lê táo và 93. Sao lại hỏi sao đấy được ta? Sữa tắm bé thì chị muốn mua cho mình xài cũng được chứ có sao đâu. Trời ơi, thật sự luôn. Rồi bi đen này của em còn size 35 và size 37 giùm em nhắm chị nha. Kim thoa 2 áo và 65kg, kim thoa 2 áo và 59. Ok, kim thoa chốt đơn này rồi táo bỏ đơn hàng cho mấy chị vô luôn nha. Đây mấy chị ơi, em tặng luôn cho mình luôn bi trắng kèm size trên 35 và size 37 nhắm chị nhé. Bi trắng 35, 37 kèm Nguyễn Thị Hương Đăng ạ, táo và 39. Nhiều khi ví dụ như bé còn nhỏ á, bé còn nhỏ thì ví dụ như mình nói là sữa tắm người lớn xài cho bé được không thì còn may ra còn được hay là không chứ. Còn mình lớn rồi mình xài sữa tắm nào không được, đúng không chị? Rồi cái này chốt cho em luôn size 35-37 nè, bi 50.000 cho một đôi thôi. Bi đen dùm cho em luôn 50.000, 35-37. Bi xanh này của em size 35, 50.000 nữa dùm cho em. Đó mấy chị ơi, bi xanh 50.000 nữa dùm cho em luôn. Đẹp lắm, hàng Quảng Châu này, đế xịn luôn dùm em nha mấy chị nhá. Rồi, bi trắng 37 nè. Minh trắng 37 mã số 1. Minh chốt trắng 37 nè. Đen 37 đúng không? Ừ, đen 35. Sang Ngọc Thiên Thảo đen 37. Xanh là size 37 giùm cho em luôn nha mấy chị nha. Xanh là size 37 giùm cho em luôn nè mấy chị ơi. Gọi thì không nhớ nhân viên gọi chị chốt không biết đường trả lời hả?
nhiều khi không không nhớ được. Rồi vậy cứ in đơn ra cho mấy chị. Nguyễn Thị Hùng Băng có táo nha chị ơi. Dạ rồi, mấy chị cứ lên đơn hàng cho em luôn đi. Nếu mà có đơn thì em cứ in đơn ra cho mấy chị luôn cho nha chị nha. Ủa bác, sao nó có cái đây không vậy ta? Bi xanh 20. Bi xanh 35. Sai, em tặng luôn cho mấy chị luôn nha. Mã này của em chốt cho em luôn là mã tặng này không có chị Tâm Dương. Mã tặng luôn dùm cho em tặng không đồng. Cho lấy dùm cho em chốt giấy sạc cái gì. Mã tặng không đồng luôn dùm cho em nha. Rồi hồi nãy chị nào hỏi em cái cục tắm á, em còn cho mình luôn 4 cục nè. Đây là cục tắm này của em là Hà Hương Mật Ong dùm cho em nha mấy chị nha. Cục tắm mật ong rất là sạch da cho mấy chị luôn. Đây em tặng 10.000 cục, chị nào lấy chốt đơn cho em luôn 10.000 cho em luôn một cục tắm nha. Kèm số điện thoại luôn dùm em, còn là 4 cục thôi. Rồi mã tặng chốt đơn cho mấy chị luôn nè. Nhớ là cho em xin nút chia sẻ live stream nha. Em xin nút chia sẻ live stream để em tặng luôn cho mình nha. Rồi mã tặng luôn tặng cho chị nào luôn dùm em luôn. Còn cho mình luôn hai chai lăn này, này hồi nãy chị nào mình hỏi em cái lăn này mà không có hàng này. Rồi bia hết đúng không ta? Mã bia đem trắng luôn được không? Bia đen và bia xanh em còn size 35 thôi nhớ chị nha. Rồi chị Thúy Thanh có đơn chưa? Dạ Thúy Thanh có, bà Chiến Mư. Chị Tuyền Hoàng bia cô bay bà Chiến Mư Tuyền Hoàng bà ba. Ok vậy luôn em tặng cho hai chị. Rồi cục tắm chút đơn dùm cho em 10.000 cho một cục thôi. Cái chai này của em là cái gì ta? Lăn nách á, 50.000 dùm cho một lăn nách như này thôi. Ngon hơn cục tắm bà 35. 50.000 lên kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha mấy chị nhé. Rồi à, trời ơi, không có cây dạ đúng rồi. Tinh Nguyễn Châu lên nách là 48 nha mấy chị nha. Nên là em tặng cái giá tốt cho mình luôn á. Em tặng luôn cho mấy chị luôn. Về ví dụ như chị nào mình có mua cái cây đó rồi thì bên em Nguyễn Hồng cục đánh mà 74 để mình về mình thay đổi cục tắm chút đơn luôn cho mình cho em. Rồi mấy xe thịt còn mấy nữa nè, 230.000 nè mấy chị. Thuy Nghiêm lên nách là 38. Rồi mấy xe thịt này có nhiều chị mình hỏi lắm luôn không có hàng. Chốt cho em luôn mấy xe thịt kèm số điện thoại cho em luôn. Cục tắm chút đơn nha. Áo ngực còn 2 cái dùm cho em xe 38 nè. 50.000 lên có 2 trang thôi. Xách lên rồi. Rồi chốt cho em mấy xe thịt 50.000 dành cho em luôn. Mã này của em là áo ngực xe 38 và kèm số điện thoại luôn dùm em nhớ chị nhé. Áo ngực 38. Rồi Nguyễn Tài mấy xe thịt mà 92. Cái này của em chốt cho em luôn là gì ta? Nước thần và kèm số thoại cho em. Đây là nước hoa hồng hàng của Thái. Tặng luôn cho mấy chị với giá là 80.000 dùm cho em mã nước thần này. Em bán có 120.000 lận. Phụng Ngô áo ngực 38. Hàng này là hàng 73. Hàng ở bệnh viện quốc tế Gia Hy Thái Lan dùm em nha mấy chị nha. Xài rất là an toàn. Có mê chỗ này không? Mê bỏ đơn vô. Bác có mê chỗ đó không bác? Bỏ đơn vô cho mấy chị luôn. À, hết mã tặng rồi, tặng chị nào có chị okay. Chim cho em thôi. Đào Thương Vương 3 mê. Đào Thương Vương bỏ 3 mê cho luôn này bác này. Rồi sô cô la bỏ đơn vô cho mấy chị 80.000 hộp. Trời ơi nó nặng lắm luôn đó mấy chị, 1 ký giùm em lận. Nước thần chút đơn 80.000 cho em nha. Còn mấy bị nương nước thần mã 63. Bị nương chút nước thần mã 63. Rồi, chốt cho em luôn sô cô la đi mấy chị ơi. 80.000 một hộp sô cô la, siêu ngon và cực kỳ nhiều cho mình nha mấy chị nha. Sô cô la này là sô cô la củ sữa nha. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn giùm cho em đi mấy chị ơi. Mã sô cô la và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Hàng này của em là tại vì bây giờ là mùa hè á mấy chị. Nên là nhiều khi bên em để hàng ở dưới á, em sợ là nó bị chảy nước á nha mấy chị nhá. Nhưng mà cái này của em là mấy chị mua về ăn giùm em luôn. Bỏ trong tủ lạnh mấy chị bảo quản rất là lâu cho mình nha mấy chị nhá. Hàng này của em luôn. Đây là hàng của công ty, hàng chuẩn cho mấy chị hết nha mấy chị nhá. Bé của mình ăn cũng an toàn nữa luôn nên là cứ yên tâm cho em. Áo ngực là hết rồi nè mấy chị ơi. Rồi lên đơn hàng cho em luôn sô cô la và kèm xuống thoại cho em luôn nè mấy chị. Mã sô cô la luôn dùm cho em 80.000 một hộp, siêu rẻ luôn. Các Lâm Nguyễn một sô cô la mã 27. Các Lâm Nguyễn chốt đơn sô cô la ngon. Ok lắm. Chị hơi vỏ sô cô la. Hồi Tết á mấy chị ăn sô cô la nhiều ngán đúng không mấy chị, chứ còn bây giờ là thực sự sô cô la mấy chị mua nhiều khi không có hàng cho mình luôn á. Khu gà là có luôn á chị Hương Lê ơi. Khu gà bên em bán 70.000 nửa ký á nha mấy chị nha. Khu gà bên em bán 70.000 nửa ký, chị nào lấy thì mình chốt cho em. Cái đôi sục này dễ thương mấy chị. Ba ta sụt dùm cho em dễ thương lắm luôn á. Size này của em là size 35 nè. Chốt cho em luôn. Em bán 90.000 giờ tặng luôn 70.000. Chỉ là lái chốt cho em. Là mã gì ta? Sụt 35 70k và kèm số điện thoại cho em. Hàng Quảng Châu xịn sò cho mình luôn. Sụt 35 70.000 này. Ủa cục xà bông tắm con hả? Sụt 35 70k kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha. Mã này lên tiếp nữa dùm cho em luôn. Này có bác cục. Đôi này đẹp ghê á. Sụt còn mấy? Đây. Trời ơi đẹp ghê chưa? Dạ hết rồi chị Hoa Hướng Dương ơi, sô-cô-la ok chị Lê Hạnh luôn nha. Dạ rồi mấy chị cứ lên đơn hàng cho em luôn đi mấy chị ơi. Đây, sang ghê không mấy chị. Em tặng luôn cho mình nha mấy chị nha, size 37 nè. Đây, chị có giá 70.000 cho em một đôi.
Mã này của em chốt cho em lưới 37 kèm số điện thoại 0. Chị Ngọc Lê chưa có đơn nha chị ơi. Đăng Thanh Ngọc Lê chưa có đơn này. Rồi 70 ngàn dùm cho em luôn mã này của em nha. Lưới dùm cho em luôn size 37. À, chị nào mình đặt thì lên đơn hàng kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Mã này nữa dùm cho em luôn nè mấy chị ơi. Ủa có hai đôi hả? Bata size 35 em có hai đôi á, 70 ngàn cho một đôi thôi. Thì chị nào mình mua thì bây giờ mình chốt luôn dùm em nha. Đây là gì vậy đó? Bánh hả? Lưới 37 chút đơn xinh ha, 70 ngàn thôi. Nhung nhiều Bata 35. Ngon không mấy chị? Bánh này của em là bánh mít vị dùm cho em luôn á nha mấy chị nha. Đầy đủ dùm cho em. Nhận bạn lưới 37 và 37. Trời ơi nó ngon chưa? 140 giùm cho em nha mấy chị nha. Giờ là tặng luôn cho mấy chị với giá 101 đây. Chị nào lái chốt luôn giùm cho em. Hương Lê sụp 35 đã 93. 101 giùm cho em luôn mã này. Còn đâu đã 93 bánh. Dạ rồi em còn một đôi sụp á. Rồi áo này của em còn hai cái nữa giùm cho em luôn. Size S nha mấy chị ơi. Size 40 ngàn cho em cái. Đẹp quá trời. Nguyễn Thanh bán bánh là 50. Nguyễn Thanh chốt bánh mã 50 này. Áo giùm cho em luôn. Áo trắng nhỏ đỏ size S nha. 65kg, 63kg đó lại mang vừa dùm cho em. Bánh 101 một ký. Bánh là 50. Đây, áo này dùm cho em luôn nha mấy chị tôi ơi. 40 ngàn cho em thôi và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng hết bánh mất tiêu luôn rồi. Bánh nó ngon lắm. Bánh em bán 140 lận mấy chị ơi mà bây giờ hàng bom thì em xả tặng hết. Chị nào mới hỏi em lạp xưởng ta. Em còn cho mình luôn một combo lạp xưởng nè. Lập xưởng bây giờ hàng bom em tặng luôn 70 ngàn cho em luôn một nửa ký. Chị nào lái thì chốt đơn cho em ha. Áo đỏ kèm số ký luôn dùm cho em luôn. Áo trắng kèm số ký để mình có đơn hàng thành công nha. Mã này lên đơn hàng cho em luôn đi mấy chị ơi. Mã lập xưởng này 70 ngàn dùm cho em luôn một ký, nửa ký lập xưởng. Chị nào lái bao nhiêu ký thì chốt cho em nha chị nha. Lập xưởng tôm 70 ngàn nửa ký. À, 70 ngàn nửa ký, 1 ký 130 ngàn. Đó. Lấy bao nhiêu cứ chốt đơn cho em luôn nha mấy chị nha. Lạp xưởng tôm 70 ngàn nửa ký, 1 ký là 130. Cá leo trần này nó bị không có được. Cá leo trần này nó có. Sẽ đấy. Thúy Nghiêm. Thúy Nghiêm hay áo mã 38. Ok chị Thúy Nghiêm này rồi chốt đơn cho em luôn mã lạp xưởng nha. Lạp xưởng và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công cho em luôn đi mấy chị ơi, ngon lắm luôn nha mấy chị nha. Lạp xưởng này của em là hàng xưởng làm, hàng xưởng sản xuất cho mình luôn á. Cái cây này bây giờ là tặng luôn cho mấy chị nữa luôn tại vì nó mất cái cây mất tiêu rồi. Rồi chốt lạp xưởng tôm cho chị Ngọc Đặng luôn nè. Đa mấy chị. Ngọc Đặng lạp xưởng tôm là 37. Ok Ngọc Đặng nè. Lạp xưởng trứng không em lấy 10 kg hả? Bôi còn lạp xưởng trứng ở bờ năng bôi. Rồi ok chị Thu Hiền lấy đơn lạp xưởng trứng cho chị vô luôn. Rồi bữa shop giao hàng cho em thiếu inbox vào trang kia chị ơi. Đăng ok chị Thanh Nhân bỏ làm xưởng. Tặng coi leo nhà đó cho mấy chị luôn. Rồi đôi này của em còn cho mình là size 35, 36 và size 39 dùm cho em nè. Dạ lạp xưởng chốt đơn cho em nha. Lạp xưởng tôm á là 1kg 130. Lạp xưởng trứng là 1kg 130. Thái Thi lên giùm em số điện thoại. Quốc tốn 1kg lạp xưởng tôm. Lạp xưởng trứng là 1kg 150 dùm em. Nên là chị nào mình lấy bao nhiêu ký thì mình lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Rồi đặt Thú Hương hứa lạp xưởng. Lạp xưởng tôm còn bỏ đúng không? Lạp xưởng tôm, lạp xưởng trứng chốt đơn cho mấy chị. Lạp xưởng tôm 1kg 130. Lạp xưởng trứng 1kg 150. Chị nào lấy thì mình chốt đơn cho em. Tặng cây lâu nhà. Tặng cây lâu nhà cho chị nào luôn đi. Hồ Thám tặng cây lâu nhà bộ mã 47. Bi này dùm cho em có size 35, 35, 36 và size 39 đúng không? 35, 36 và size 39 dùm cho em đôi này. Đẹp lắm luôn. 50 ngàn cho một đôi bi dùm em. Chú chị dùm bi đen 39. Dạ, nửa ký lạp xưởng trứng. Dạ, 39. Okay. 39 đấy. Mã 39 luôn cho chị luôn. Rồi chốt cho em luôn còn 35, 36 dùm cho em bi đen nha. Bi đen còn 35, 36 dùm cho em nữa thôi. Rồi, à lăn mắt nữa nè, trời ơi thực sự luôn. Hồi nãy giờ không thấy cái lăn mắt gì cho mấy chị. 50 ngàn cho một chai lăn mắt này nè. Hồi nãy chị nào mình chưa có thì bây giờ mình lấy lại giùm em với nha mấy chị nha. 50 ngàn lăn mắt và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công cho em luôn. Phan Ngọc Thiên Thảo bi đen 36 và 99. Ok Phan Ngọc Thiên Thảo chúc bi đen 36 luôn nè. Dạ rồi. Áo này trời ơi, áo sữa này đẹp ghê luôn thật sự luôn. Nên sandal này thì cần chút xíu nha. Mà để em xả xong mấy cục hàng bom lẻ lẻ chỗ này để đăng cho mình luôn nha. Nói chung là bây giờ em like. Ok chị Minh Nguyệt hay lên nát. Chiều rồi tối em like thêm cho mình nữa mà mấy chị nên là cứ yên tâm chị em lên đầy đủ hết cho nhắm chị nha. Nói chung là sửa của em còn xài nhiều ấy. Cái đó cho mình. Bị đen còn xài nhiều. Rồi áo gối lấy luôn cho mấy chị luôn. Thúy Thanh áo gối và 90. Có hai cái á. 20 ngàn hai cái luôn đi. Áo gối và 90. Hai cái 20 ngàn cho chị vô luôn hết rồi. Rồi chốt tiếp nữa giùm cho em áo sữa nè, size L 70kg đô lại mang vừa áo sữa nha mấy chị nha. Áo sữa size L 70kg đô lại mang vừa. Em tặng áo này cho mấy chị 40 ngàn.
hàng cá sấu nha, hàng xịn luôn cho mình đẹp lắm. Á sữa luôn cho chị em, lấy cái nửa ký là nhiều, em lấy cái nửa ký. Cái nào ta? Trứng hả chị ơi, là nào? Bún lắc nữa có giao không em? Dạ có. Bữa bên em bán bún lắc cho mình vẫn giao cho mình đầy đủ hết. Mấy chị đặt mãi gì cứ lên đăng hàng cho em. Rồi chốt cho em luôn bi bi trắng nữa nè, bi trắng này xinh lắm. Áo sữa kem số ký luôn giùm cho em với nha mấy chị nha. Bi trắng này còn cho em luôn size 38 nè. Đẹp không mấy chị? 50 ngàn đôi giùm em thằng bom á, nhớ chị nha. 50 ngàn giùm cho em luôn mã bi trắng mình kèm luôn giùm cho em cái size 38. Bi trắng 38 50k kèm số điện thoại luôn giùm cho em. Rồi bi xanh có size 35 và size 38 giùm em nữa luôn. Bi xanh có là size 35 và size 38 nha. Đây. Bi xanh 35 38 kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Đó mấy chị ơi. Bi xanh, bi trắng. Các lông viện áo. Các lông viện bi 38 và 27. Bi rồi chốt đơn bi xanh, bi trắng 38 luôn. Còn đôi cho mình bi xanh 35 37 giùm em nè, nha mấy chị nha. Chị nào mình đặt chị yêu quả kèm giùm cái ký. Là áo kèm size nha chị ơi. Kèm size luôn giùm cho em nè. Cái này của em chốt cho em sữa béo nha mấy chị nha. 1 ký sữa béo. Bi xanh size 35 38. Bi xanh là có 35 38 cho mấy chị. Rồi, chị nào mình lấy cái này thì lên đơn hàng cho em. Mã sữa béo và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Bi xanh có 3538 nha. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em luôn. Đây mấy chị. Mã này của em chốt cho em mã sữa béo và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. 1 ký sữa béo em tặng luôn cho mấy chị luôn. Giá là 80 ngàn cho 1 ký sữa béo. Chị nào mua cho em 2 ký em tặng luôn cho mấy chị. Size L 70kg đó lại. Yêu quà áo sữa mà đại chiến. 80 ngàn cho em 1 ký sữa béo, 2 ký 150 ngàn. Sữa béo này của em thơm mùi sữa bò cho mình nha mấy chị nha. Uống rất là ngon. Và đồng thời kiểu như là mấy chị pha với lại cacao á nha. Mấy chị có cacao hay là cà phê gì dùm cho em đó. Mấy chị uống rất là ngon và cực kỳ thơm cho mình. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em. Bi có bi trắng, bi có bi xanh 35, 38 đó nha. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em mã sữa béo nha. 80 ngàn 1 ký, 2 ký 150 ngàn và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công. Rồi, vị đặt phụ khoai dùm cho em luôn đây. Hương lơ bi xanh 38 và 93. Chị nào lấy bao nhiêu vị thì mình lấy bao nhiêu. Bi xanh 35. Dạ, giờ like hôm nay là nói chung là em sẽ like cho mình là bây giờ like xong. Rồi 1 giờ rưỡi, bên em like tiếp cho mình nữa. Rồi tối nay tầm khoảng là 7 giờ hay là 7 rưỡi đó, bên em sẽ lên tiếp cho mình nữa luôn. Nha mấy chị nha. Rồi hết mã sữa rồi. Rồi đây mấy chị. Cái vị đặt phụ khoai về chưa ta? Về rồi không? 20 ngàn một vị, chị nào lấy bao nhiêu vị thì chốt đơn cho em. Vị đặc phụ khoai này nếu mà chị nào ví dụ mình đang trong cái quá trình mà điều trị viêm nhiễm nấm ngứa giùm em á thì mấy chị mua cái này xài nha mấy chị nha. Và chị nào ví dụ như mình không có bị gì hết, mình không có bị vấn đề gì về phụ khoai của mình hết thì mình mua về mình đặt vào giùm cho em để nó sạch nha mấy chị nha, để sạch những cái của mình cũng được nha mấy chị ơi. Cái này của em là hàng an toàn cho mình luôn, hàng chuẩn nên là mấy chị cứ yên tâm. Sữa béo bỏ đơn hàng vô cho mấy chị nha. Mã này lên đơn hàng cho em luôn. Bao nhiêu vị đặt phụ khoa và kèm số thoại kem? Sữa béo 93. 20 ngàn đó. Em bán cái giá tốt như này cho mấy chị. Ok chị Hương lên sữa béo 93. Một vị 20 nha mấy chị nha. Một vị đặt phụ khoa 20 ngàn. Xài nha mấy chị ơi, một vị như này nó sẽ có tới 5 viên giùm em lận. Một ví dụ như chị nào mình đang bị viêm nhiễm thì một tuần mình đặt giùm cho em tầm khoảng 2-3 lần cho mình nha mấy chị nhé. Còn chị nào ví dụ mình muốn cơ thể của mình sạch hơn giùm cho em á, nó khí hư ra ok giùm cho em hơn thì mấy chị đặt giùm cho em luôn là mỗi ngày một tuần một viên nha mấy chị nhé. Vì là có bị khô không em? Yên tâm giùm cho em, bị khô, bị viêm, bị nhiễm, nấm ngứa giùm em luôn là xài cái này là bao ok cho mình hết nha mấy chị nha. Rồi đặt mã này thì chốt đơn cho em luôn. Bao nhiêu vị đặt phụ khoa kèm số điện thoại cho em, cứ một vị 20 ngàn. Lấy bao nhiêu vị thì mình cứ lên đơn hàng và kèm số điện thoại đầy đủ nha. Rồi chốt đơn vị đặt cho mấy chị giao luôn. Chưa chị như 3 vị đặt mã 22. Tiếng lương ok chị luôn, chốt 1 ký sữa béo luôn nè. Bỏ đơn ký sữa béo vô cho mấy chị mã luôn. Rồi trong biển giùm em siêu ngon, tặng luôn trong biển này cho mấy chị luôn. 5 lót 100 ngàn cho mấy chị, được không nè. Trời ơi rong biển này của em là khỏi phải chê, ăn rất là ngon cho mình nha mấy chị nha. Rồi chốt đơn Hồ Thám rong biển mà bà 47. Ok chị Hồ Thám chốt đơn rong biển luôn nè. Dạ vị đặc phụ kho mấy chị cứ thấy bao nhiêu thì mấy chị chốt cho em đơn. Đó hết luôn mà 47 bán 5 lót rồi. Gọi cho chị nha chị cho em. Gọi điện cho chị nhé, chị chờ em đó. Nếu mà có đơn của chị thì ngày mai bên em sẽ gọi. Nhập cầm lơ 2 vị đạt 395. Hết trong biển rồi nè mấy chị ơi, giờ gọi. Lên giờ gọi TV đỏ đi chị. Chị Kim Huyền nãy giờ có giờ gọi đó mà cứ biểu lên chị vậy ta. Nãy em mới lên xong đó giờ gọi đó rồi đó chị Kim Huyền ơi.
vừa mới lên xong em, để em lên xong rồi chị chốt cho em rồi mà. Năm vị đắt 100 ngàn, một vị đắt giá 20 ngàn. Ờ, một vị giá 20 ngàn, chị nào lấy bao nhiêu vị thì chốt cho em. 5 vị, một vị 20 ngàn cho mấy chị. Rồi chốt cho em luôn, cái này là size 40 nè. Giúp nam size 40 luôn dùm cho em luôn, tặng luôn 60 ngàn đôi giúp nam. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng cho em luôn, giúp nam 40-60 cho em số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. Em lên cái set kẹp này cho mấy chị luôn nè. Set kẹp này là size 3 ok luôn nha mấy chị nha. Đây, chị nào mình lấy cái này thì lên đơn hàng luôn dùm cho em. Set kẹp này rất là đẹp cho mấy chị. Chị nào ví dụ thích hợp với lại là mang đi chơi, đi tiệc dùm cho em á nha mấy chị nha. Là mang cái set kẹp này dùm cho em là bao ok cho mình hết luôn. Đây, cứ kẹp nhẹ nhàng dùm cho em bên trên máy, thả tóc dùm cho em ha. Kẹp cái set kẹp này lên dùm cho em, rất rất là xinh. Tặng luôn cho mấy chị 40 ngàn cho em một set. Ok chị Thu Huyền hứa giúp nam 40 mà 105. Chị nào lấy cho em luôn 2 set, tức là 70 ngàn cho em luôn 2 set kẹp nha chị nha. Lấy bao nhiêu set thì cứ lên đơn hàng cho em luôn là bao nhiêu set và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Đây, set cặp tóc và kèm số điện thoại luôn dùm cho em, đẹp lắm. Đây mấy chị, nó sẽ có cho mình cho em luôn họ tiếp theo bao nhiêu này bên trên như này nè. Rất là sang luôn, và kiểu này của em là kiểu mới cho mình nữa luôn nha mấy chị nha. Nên là chị nào mình mua thì cứ lên đơn hàng cho em, một set có 40 ngàn à. Bây giờ mấy chị mua ở ngoài á, một cái kẹp nhỏ như này dùm em thôi đã là với giá là 20 ngàn, 25-30 ngàn cho em rồi, đúng không mấy chị? Mà bên em bán cho mình luôn hai set như này có 70 ngàn thôi, giá rất là sướng luôn. Nên mua một lần hai set để dành dùm cho em luôn nhắn chị nhé. Rồi chị nào mình đặt thì chốt đơn cho em luôn, mã set cặp tóc và kèm số điện thoại đẹp sang. Chị nào hay đi ra ngoài mấy chị thì mình mua cái này mình xài, mua cái này dùm cho em để hay đi chơi hay đi du lịch dùm em á, mua cái này là bao ok luôn. Đặt hàng thì lên đơn hàng cho em, xếp cặp tóc và kèm số điện thoại cho em đầy đủ nha. Rồi tiếp tục nữa giùm em luôn, mã này của em là hạt bí, em tặng không đồng cho em để giờ chị nào mình có đơn cho em luôn này. Hạt bí không đồng cho mấy chị luôn ha. Rồi xếp cặp tóc em đơn hàng cho mấy chị luôn nha. À, nhị hoa ngửa tay còn hai hộp nữa này, trời ơi thật sự nha, hết trong biển rồi. Rồi nhị hoa ngửa tay luôn giùm cho em 70 ngàn, kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Nhị hoa ngửa tay 70 ngàn cho em luôn, một gam như này cho mình luôn này, hạt bí tặng không đồng cho mấy chị nhé, hạt bí tặng không đồng cho mình luôn nha mấy chị nhé. Chia sẻ livestream để em tặng hạt bí không đồng cho mấy chị nữa nha. Rồi chị nào mình đặt thì chốt đơn cho em luôn và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Đôi sandal còn một đôi cho em size 37 nè, chốt cho em sandal 37 và kèm số điện thoại luôn giùm em. Sandal đơn hoàng ngựa tay mã 35, sandal size 37 70 ngàn. Chị đang văn có đơn chưa? Rồi. Đang văn tặng hạt bí cho chị luôn nè. Dạ ok chị ngựa tặng văn hạt bí mã 26. Rồi nhị hoa ngửa tay em còn có mấy hộp à, em còn có một hộp nữa dùm cho em thôi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em nha. Rồi cái mã này chốt cho em sandal 37 siêu đẹp 70 ngàn cho một đôi này, giá bao sướng luôn, nên là cứ yên tâm dùm em nhắm chị nha. Rồi mã tiếp theo luôn, ngọc đạn sandal 37 mã 37. Rồi đôi bé này của em luôn nè mấy chị ơi, bé này của em còn một đôi đây, sáng ở dưới dùm cho em như này này, xịn sò lắm luôn, tặng luôn cho mấy chị luôn size 31. Đôi này 70 ngàn đúng không? 50 ngàn bán tặng luôn cho mấy chị luôn. Bé size 31 50k và kèm số điện thoại luôn dùm cho em nha mấy chị nha. Vi tạo còn hàng luôn. Rồi 50k dùm cho em luôn, mã bé size 31 và kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Chị nào mình đặt thì chốt đơn cho em luôn. Đây, 50 ngàn bé 31 luôn dùm em nè. Dễ thương lắm. Bé em có hai đôi. 50 ngàn bé 31. 50 ngàn bé size 31 và kèm số điện thoại luôn dùm cho em nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn. Rồi ai đặt hàng thì mình lên liền dùm cho em luôn. Hạt bí em hết hàng rồi nè mấy chị ơi. Bé 31 50 chút đơn. Xịn sò. Mang lên chân rất là xinh. Rồi tiếp tục nữa dùm em luôn. Đây. Rồi dép này của em ok chị Lê Hồng Loan bé 31. Dép size 39 xinh không mấy chị, 50 ngàn hàng bom luôn á. Chị nào mình lấy Phan Hồng Anh bé 31 20 đâu vậy? Có hai đôi. Rồi hết mã bé 31 đó rồi nè mấy chị ơi. Rồi mã này dùm cho em luôn. Đây là size 39 nha mấy chị nha. Mã dép 39 và kèm số điện thoại cho em 50 ngàn, dép 39. Rồi bé mấy chị lên nhiều dữ vậy ta, để từ từ em coi được còn bé này không em lên thêm cho. Cái này chốt tiếp nữa dùm em còn đôi bé màu đen này, chốt cho em đen 31 cho em đi. Đen 31 50 ngàn đôi siêu dễ thương. Thúy Nghiêm dép 39 sao mấy chị? Mã 38 đen size 31 luôn dùm cho em 50 ngàn, xịn chưa, rất là sang luôn. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em nha. Mã này của em là đen size 31 50 ngàn, đen 31. Còn hạt bí bán chị nha em, hãy hạt bí không để riêng ở đấy ra đi, để riêng ở đấy ra đi. Rồi 90 ngàn dùm cho em mã này, mấy xe thịt là 230 ngàn nhưng mà hết hàng mục tiêu rồi này chị ơi. Rồi chốt cho em luôn 90 ngàn cho em mã bàn chải đánh răng và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công, bàn chải đánh răng nha mấy chị nhé. Rồi chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em luôn. Như Yêu Vợ bí 31 bà 98
cục này là cục tắm, vừa tắm cho body được dùng cho em, vừa rửa mặt được dùng cho em luôn nè mấy chị nè. 10.000 cho một cục thôi. Đây là cục xà bông tắm hàng của Thái dùm cho em nha mấy chị nhá. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm cho em đó mấy chị ơi. Cục xà phòng tắm và kèm số điện thoại luôn dùm cho em, 10.000 một cục nha mấy chị nha. Em còn có 10 cục dùm em thôi nè. Rồi ok chị Đặng Hoàng Ánh em chốt đơn luôn nè, 10.000 cho em một cục thôi nha mấy chị ơi. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng cho em luôn nha, kèm số điện thoại. Bây giờ hàng bom này em tặng luôn giá tốt nè. Đeo sao 31 hết hàng luôn rồi không ta. Trời dễ thương dữ vậy rồi. Mặc cái này dùm cho em này á. Xà bom 10.000 đúng rồi, mình lên cho em luôn mã xà bom. Ngọc xà bom mã 58. 10.000 cho em một cục thôi. Bằng lên tím bằng chải. Bằng lên tím bằng chải bộ này xinh đâu có chị. Bây giờ hàng bom tặng luôn 70.000 bộ đi. Mặc cái này lên sướng lắm luôn, chốt cho em bộ trắng kèm số ký luôn dùm cho em. 55kg, 57kg lại mang vừa bộ trắng nha mấy chị. Sao bao chút đơn cho mấy chị vô luôn. Mấy cục, Phở Ngọc lấy 3 cục hả hả? 38. Đây, bộ trắng luôn dùm cho em, 57kg vừa luôn cho em lên 50.000 bộ. Rồi bộ xanh này nữa này, xinh lắm luôn. Đây, cái mình của nó nó xịn sò như thế này cho mình luôn nè mấy chị ơi. 70.000 bộ hàng bom lên tặng nha. 70.000 dùm cho em một bộ này nữa dùm em nữa nè. Đây, trời ơi xinh chưa, xịn sò lắm luôn nha mấy chị nha. Đó, chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn dùm cho em bộ xanh nha mấy chị nha. Thúy Nghiêm bộ mã 38, 57kg nó lại mang vừa luôn dùm cho em. Đó, rồi cục xà phòng chút đơn cho mấy chị luôn, xịt đứt gan hết. Còn mấy cục, còn mấy cục xà phòng còn hơn. Chút đây, rồi chút bộ xanh luôn dùm cho em nha. Rồi xanh ướt bỏ đơn Lê Hồng Loan một cục mã 113. Lê Hồng Loan chút đơn nè. Đây, 4 bịch khăn ướt luôn dùm cho em 50.000. 4 bịch khăn ướt 50k và kèm số điện thoại luôn dùm em. 4 bịch khăn ướt 50.000, em còn có 8 gói dùm em thôi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn nha. Tuyền Hoàng một cục mã 3. Tuyền Hoàng chốt một cục mã 3 luôn cho chị luôn nè. Giảm cân đông y bên em không có. Không Liên có Phạm 3 cục mã 110. Liên Phạm chốt đơn 3 cục mã 110 nè. Rồi, mấy chị đặt hàng lên đơn hàng kèm số điện thoại luôn dùm em nha. Đấy. Còn 2 cục nữa giùm em luôn là hết rồi. Đẹp lắm. Ngọc Tuyền một cục mã 75. Ngọc Tuyền một cục mã 75 cho chị luôn nè. Ừ. Hoa vỏ khăn ướt mã 100. Ok chị, hoa vỏ chốt khăn ướt này. Còn bịch nào nữa không bác? Đây này còn mấy bịch nữa nè. 2 bịch nữa. Một con bon này luôn cho mấy chị luôn. Đó. Đó có 3 combo khăn ướt cho mấy chị nha. Bộ trắng bộ xanh hết hàng siêu rồi chị Liên Phạm ơi. Rồi chị nào mình đặt đơn hàng cho em nha. Mã này Liên Phạm bộ xanh 110. Còn cái áo ngực luôn dùm cho em luôn. Size này của em là size bao nhiêu đây ta? Áo ngực size 34 nè. Áo ngực size 34 luôn dùm cho em. Có 2 cái 50.000 cho mấy chị. Lô Hạnh khăn ướt mã 65. Áo ngực size 34, 2 cái 50.000. Kèm số điện thoại luôn dùm cho em áo ngực này. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm cho em. Áo ngực 34 và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Có khăn ướt không? Còn một combo nữa. Liên Phạm khăn ướt mã 110. Rồi, mã này lên đơn hàng cho em size 39 này nha mấy chị nha. Rồi xuồng 39 kèm số điện thoại luôn giùm cho em, đôi xuồng tặng luôn cho mấy chị đôi này 70.000. Rất đẹp thực sự luôn. Xuồng size 39 luôn giùm cho em luôn 70.000. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn giùm cho em nha. Số bé mô quận 9 thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Rồi chốt cho em xuồng 39 70.000 kèm số điện thoại cho em luôn. Áo ngực sáng nhiều. Áo ngực size 34. Thúy Nghi áo ngực 34 mã 38. À, gì đây ta? Cà phê xanh và kèm số điện thoại luôn dùm cho em ạ. Cà phê xanh nha mấy chị nha. Tặng cà phê xanh này cho các chị luôn. Ngọc Bảo inbox vào trang để bên em giảm đơn cho chị luôn nha. Mã này lên đơn hàng cho em luôn, tặng luôn cho mấy chị với giá 80.000 thôi. À, 70.000 bán tặng cà phê xanh 70.000 cho em luôn. Một hộp cà phê xanh 70k kèm số điện thoại luôn dùm em mã này nha mấy chị ơi. Cà phê xanh cái cần tây này này thực sự luôn, có nhiều chị mình không có hàng cần tây này để uống luôn á, mà mình có mình lại bơm bèo của em là quá trời quá đắt luôn rồi. Cần tây mật ong dùm cho em này, uống cái này là bổ sung collagen rất là tốt luôn. Tặng cà phê xanh chỉ có giá 70.000 cho em luôn thôi nha mấy chị nha. 70.000 mã cà phê xanh và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công. Mấy chị đặt mã nào lên đơn hàng và kèm số điện thoại luôn dùm em đầy đủ nha. Rồi cà phê xanh chốt đơn luôn. Để... À rồi cái cục tắm nó còn nữa hả? Cục tắm nó còn này. 10.000 cục dùm em luôn nè. Ok chị Đào Hiền 3 cục tắm.
Đào Huyền chốt liền. Cà phê xanh bỏ đơn vô cho em luôn nha. Cục tắm và kèm số thoại. Rồi cần tay 50 ngàn cho em một hộp nè. Cần tay 50 ngàn cho em một hộp cần tay. Nhóm chị nha, cần tay mật ong uống rất là tốt luôn. Rồi cần tay mật ong 50k kèm số thoại luôn dùm cho em một hộp này luôn. Siêu ngon và cực kỳ. Hợp ngọc lá thơm 2 xà bông 58. Rồi hợp ngọc chốt đơn. Sướng lắm luôn, cần tay uống tốt lắm luôn đó mấy chị. Đôi bé này cưng dữ vậy trời. Cục tắm chốt đơn luôn dùm cho em nha. Cục tắm mã này lên đơn hàng cho em bé size 25 này, cưng không? 30 ngàn luôn dùm cho em đôi bé 25 này đi nhóm chị nha. 30 ngàn dùm. Ok chị Mỹ Dương cà phê xanh. Mỹ Dương chút cà phê xanh xuồng 39 chút đơn luôn cho chị nha. Liêu bé size 25. Bé 25 30k kèm số thoại cho em. Rồi chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em nha. Bé 25 30k. Rồi hai cái áo này. Liêu Phạm xuồng 39110. Liêu Phạm chốt đơn này. Áo này dùm cho em luôn 40 ngàn cái. Thời hộp còn tay chị lên đơn hàng quá trời luôn. Rồng thị đâu. Còn tay hết hàng mất tiêu luôn rồi đó mấy chị. Mã này thì mình lên đơn hàng luôn dùm cho em nè. Áo đen dùm cho em luôn. Size S cho chị nhá. Sống ok chị Thanh Nghiệp 4 hộp còn tay. Áo này của em chốt nha, áo xanh. Và size này của em, áo này là áo xám nha mấy chị nha. Áo xanh áo xám luôn dùm cho em 40 ngàn cho em một cái. Kèm số điện thoại cho em. Hồ Thánh là 1847. Hồ Thánh chốt đơn nè. 1847 nè. Bé size 25 chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Cái này đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Đây em tặng luôn cho mấy chị luôn. Có giá là bao nhiêu đây ta? 40 ngàn một cái. Dung Nguyện bé 25 mạng 101. Dung Nguyện bé 25 101 nè. Đây em có mấy đôi biệt. Mấy đôi sụt này nè. Sụt này xinh lắm luôn á. Thật sự luôn. Em còn size 38. Sụt mẫu này còn cho mình là size 36 và size 38 giùm em luôn. Áo xám áo xanh kèm số ký lên giùm cho em nha mấy chị. 40 ngàn cái thì giá rất là sướng luôn. Mấy chị mua về cho chồng của mình mang ha. Rồi chốt cho em luôn. Cái này còn size 36 và size 38 giùm cho em nè. Nó sẽ có dây đàng hoàng luôn giùm cho em bên trong luôn nhóm chị nha. 70 ngàn thôi. Đẹp lắm. Rồi lên đơn hàng cho em luôn. Sụt kèm size cho em. Riêng về cái mẫu này mấy chị mang lên trang không đẹp em không lấy phiền cho mình đâu nhóm chị nha. Yên tâm giùm cho em. Rồi chốt sụt luôn giùm cho em luôn. Size 36 38 cho mấy chị luôn nha. Sụt 36 38 luôn giùm em. Sụt 36 38. Văn Học Anh sụt 36 114. Mã này thì mình lên đơn hàng cho em mã 2 nè. Mã 2 là size 38 giùm cho em. Nó sẽ có chữ cho mình như này nè. Đó mấy chị. Mã 2 giùm cho em. Về cứ thắt cái dây lại giùm em nha. Mã 2 giùm cho em cái size 38. Thúy Nghiêm sụt 38 mã 38. Mã 2 size 38 nha mấy chị nha. Bán tặng luôn cho mấy chị mã 2 này luôn với giá là 70 ngàn mã 2. 70k mã 2 size 38 này cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy thì mình chốt đơn cho em luôn. Cái này là còn ta, em tặng luôn cho mấy chị cái mã này luôn nè. Đây mấy chị. 70 ngàn giùm cho em luôn. Cái này là hai bịch với giá 140 đúng không? Bây giờ chị nào lấy lẻ một bịch luôn giùm em. Liên Phạm 2 áo còn 10. Liên Phạm chốt 2 áo luôn cho chị nữa nè. Rồi chị nào mình lấy cái này thì mình lên đơn hàng luôn giùm chị em nha mấy chị nha. Mã này chốt cho em lại gì ta? Dán tăng mỡ và kèm số thoại cho em. Chị nào ví dụ mình bị mỡ thừa chỗ nào dán vào chỗ đó dùm cho em rất là tốt luôn nha mấy chị nha. Rồi ai đặt hàng thì mình lên đơn hàng luôn dùm cho em luôn. Một bịch như này nó sẽ có 5 miếng. Cứ dán vào mỡ bụng nè, mỡ bắp tay, bắp đùi, bắp chân dùm cho em nha mấy chị nha. Dán vào chỗ nào nó cũng sẽ giảm dùm em hết. Nó đánh tăng mỡ thừa dùm em. Khi mấy chị đi tập gym, mấy chị đi tập thể dục dùm cho em luôn đó mấy chị. Thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ đốt cháy mỡ thừa cho mình từ bên trong luôn á nha mấy chị nha. Lấy cái này lên đơn hàng cho em 70 ngàn cho em một hộp này thôi. Mã 2338 chốt đơn cho mấy chị luôn nha. 70 ngàn mã dán tăng mỡ. Ok chị Trần Tú Chi 1238. Mua đi mấy chị ơi, dán tăng mỡ này là xài bao hiệu quả luôn cho mình nha mấy chị nha. Rồi ai lấy thì mình thử hiệu ngựa dán tăng mỡ 105. Dạ mã dán tăng mỡ kèm số thoại cho em luôn ha. Để mình có đơn hàng thành công. Thu hiệu hứa chốt đơn dán tăng mỡ nè. Dạ rồi mấy chị đặt mã nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. Cái này còn cho mình một đôi size 36 nè. Chốt cho em luôn, Bata size 36 và kèm số thoại cho em luôn, xinh cực kỳ luôn. Hàng này là dạng lười cho mình đó chị. Bata size 36 tặng luôn cho mấy chị đôi này 70 ngàn. Bata size 36 70k kèm số điện thoại luôn dùm cho em nha. Rồi đôi dép này của em cũng còn một đôi luôn, size 36 luôn. Mã dép 36, dán tao mở còn hả? Dán tao mở còn, in đơn ra cho mấy chị đi. Thấy chị đon dung luôn nè. Mã này lên đơn hàng cho em size 36 luôn nha mấy chị nha. Rồi dép 36 và kèm số thoại luôn dùm cho em đôi dép này luôn. Dép đen size 36 50 ngàn hàng bom nhóm chị nha. Dép đen size 36 50 ngàn kèm số thoại luôn dùm cho em. Đen 36 50 ngàn cho mấy chị nha. Sữa này dùm cho em luôn size 38 luôn. Mã sữa size 38 luôn dùm cho em đôi này 50 ngàn tiếp nè. Sữa size 38 50 ngàn siêu đẹp luôn. Chị nào mình lấy thì lên. Thu Huyền hướng kèm dùm em cái mã nha chị ơi.
Thủ Hiền hứa lấy. Cái rồi Bata thì lên đơn hàng cho em, Bata kèm size 36 giùm em nha chị nhé. Bata kèm size 36 em mới chốt được cho mấy chị. Sao chị chốt hai còn tay trước mà không chốt? Chị Thanh Nguyên lên bình luận trước mình nha chị Đông Dung ơi. Cái này là bên lên bình luận chị nào lên trước bên em chốt trước cho mấy chị. Bata 36 ấy. Bata 36 chốt đơn. Rồi chốt cho em luôn mã này nha mấy chị nha. Đây 50 ngàn cho mấy chị luôn thôi. Sửa size 38 đẹp lắm. Rồi đôi Bata này của em nở luôn còn đôi này. Đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Size 36 này. Mình chốt cho em luôn mã trắng 36 và kèm số điện thoại luôn dùm cho em. Trắng 36. Có sụp 38 không? Không. Sụp 38 không có. Trắng size 36 dùm cho em đôi. Thu Hiền hứa Bata 36 và 105. Trắng 36 70 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng luôn dùm chị em. Trắng 36 trời ơi. Lấy cái này ra luôn ơi, chọn xong chiên cho nấu. Ai đây? Rồi, chị nào mình lấy cái này thì chốt từ từ. Rồi, chị nào mình lấy thì mình lên đơn hàng luôn giùm chị em luôn nha mấy chị nha. Cái này lên đơn hàng cho em luôn size 36 này. Áo ngực size 36 còn cho mình 2 cái 50 ngàn cho mấy chị. Áo ngực size 36 2 cái 50 ngàn và kèm số điện thoại luôn giùm chị em nha mấy chị nha. Áo ngực size 36 2 cái 50. Có 4K nào mờ nám tầng nhang không vậy? 4K nám này chị ơi. 4K này là mờ nám tầng nhang là dùm cho em là bao ok luôn nè. Chị nào mình có lá cái này thì lên đơn hàng luôn dùm cho em nha. Mã này của em luôn. Mã 4K nám và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng. Tiên lương áo ngực 36 và 16. Tiên lương áo ngực 36 mã 16 nè. Rồi, sữa béo luôn dùm cho em 80 ngàn cho em 1 ký nha mấy chị nha. Sữa 38 nè. Dép 36 đây. Rồi mã trắng 36 nữa. Rồi lấy mã này lên đơn hàng cho em sữa béo nha. 80 ngàn cho em 1 ký sữa béo và kèm số điện thoại luôn dùm chị em. 80 ngàn 1 ký sữa béo. Mà còn 4K này của em là 4K nám, chuyên đặc trị nám tàn nhang dùm cho em luôn và làm trắng da nha mấy chị nha. Tặng luôn cho mình 120 ngàn cho em thôi. Phương lô trắng 36 và 93. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng cho em nha. Mã tiếp theo nữa dùm cho em luôn, đôi bi nè. Cái là đầu ba tay. Mã bi này dùm cho em luôn size 35. Lên đơn hàng cho em bi 35 và kèm số điện thoại cho em đôi bi này. Xin không mấy chị ơi, bi 35 luôn dùm cho em 50 ngàn một đôi nhớ chị nhé. Bi em có hai đôi cho mình, 35 và size 37. Bi 35 và size 37 dùm cho em luôn 50 ngàn cho một đôi bi nha. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại luôn nè. Sữa béo này, cái này nó bị đổ ra luôn này này Hằng ơi. Gì bi sữa béo bỏ ra, còn cái này là. Rồi anh bác buông bi 35109. Bi có 3537 giùm em á nha mấy chị nhá. Rồi cái này của em là cái mascara Thương Hiệu Hứa bi 37105. Mascara Maybelline giùm em luôn nè nha mấy chị nhá. Cái này là xài bao ok luôn đó mấy chị ơi. Nó giúp dài mi giùm cho em luôn và xuyên suốt 36 tiếng đồng hồ giùm em lận nha mấy chị nha. Chỉ khi nào mấy chị tẩy trang đi thì nó mới hết giùm em thôi. Còn lại ví dụ như mấy chị đi chơi, mấy chị tắm, mấy chị rửa mặt giùm em thì nó không bao giờ bị ra. Cái này giùm cho em hết, tặng luôn cho mấy chị luôn 90 ngàn. Hàng này bên em bán 100 ngàn cho em một chai này, một cái mascara này. Giờ còn hai cái cuối cùng phải bán tặng 90 ngàn cho mấy chị. Lên đơn hàng cho em mã 2 kèm mã 2 và kèm số điện thoại luôn giùm cho em cái này nha mấy chị nhé. Mã 2 và kèm số điện thoại luôn giùm em 90 ngàn cho em mã 2. Bi 35 hết rồi đúng không? Mã 2 90k và kèm số điện thoại luôn giùm em nha. Rồi cái ấm siêu tóc còn cái luôn giùm em, 100 ngàn cho em một ấm siêu tóc và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nhé. 100 ngàn cho em một ấm siêu tóc và kèm số điện thoại luôn giùm em đây. Chị nào mình đặt thì chốt đơn, sữa béo ok chị Vi Lê bỏ đơn hàng vô cho mình nữa nha. Rồi mấy chị đặt mã nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Này lát cái đây bỏ xuống luôn nè, chiều lên hàng cho mấy chị. Rồi, mấy chị đặt mã lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại. Cái đây là một tấm trắng này, bên kia còn không? Rồi tặng luôn cho mấy chị luôn. Một hộp một cái bịch tấm trắng 20 ngàn. Chị nào lấy cho em đèn đèn tím mascara 11 nam 70 ngàn nhớ chị nhé. Một bịch 20 ngàn, 4 bịch 70 ngàn cho mấy chị. Đây là cái gì đây ta? Bột tắm trắng cho mình em luôn, xài rất là sướng. Mã 2 chốt đơn cho chị Hà Đào luôn nè. Còn hai cái đúng không? Hàng Đào chứ. Rồi, lên đơn hàng luôn giùm chị em luôn. 4K nám xài có bị bong tróc da. Cái này là dạng dưỡng cho em, không có bị bong tróc da giùm em hết đâu nha mấy chị nha. Rồi lên đơn hàng cho em luôn mã tắm trắng nha mấy chị ơi. Tắm trắng Thủy Nghiêm 2 bịch tắm trắng mã 38. Một bịch 40 ngàn, 2 bịch. À, một bịch là 20 ngàn.
hai bịch 40 ngàn, chị nào lấy 4 bịch là 70 ngàn luôn đó. Lên đơn hàng và kèm xuống thoại cho em nha. Đây giờ gọi bưởi bỏ đơn vô cho mấy chị luôn này, 109.000 cho một combo gọi bưởi. Xài cái này đi mấy chị ơi, thực sự luôn. Tóc của em nè mấy chị nè, ra tóc, ra tóc con rất là hay, là gì bạn ra ra tóc rất là nhiều. Wheeler có sự biếu nha chị ơi. Đó, có chị hàng đào mã 2, hàng đào chốt mã 2 luôn, mã 2 là mascara 90 ngàn, ghi giá chưa. Rồi lên đơn hàng cho em luôn. Mã này của em lên đơn hàng cho em luôn là gì ta? Combo gội bưởi và kèm số điện thoại. Ok chị Tiếu Kim mã 2. Có mã 2 rồi mà. Có 2 cái thôi. Chị Tiếu Kim không có nha. Chị Tiếu Kim không có nha chị ơi. Hết mã 2 mất kia luôn rồi. Chốt cho em combo gội bưởi đi với chị, 109.000 cho mấy chị luôn thôi nha mấy chị nha. View uống trắng da hết hàng rồi nè. Đó, một combo gội bưởi mà chị có giá 109.000 là quá sướng luôn, thực sự. Một gội một xả dùm cho em luôn nha chị nhá. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng cho em luôn là combo gội bưởi và kèm số điện thoại cho em luôn nè. Cái ấm siêu tóc con cái 100.000 á, chị nào lấy thì chốt cho em luôn nha chị nhá. Ấm siêu tóc 100k và kèm số điện thoại. Hàng đào gội bưởi 123. Hàng đào chốt đơn gội bưởi cho chị vô luôn nè. Rồi, 60.000 dùm cho em luôn một cục kem body, em còn 3 hộp thôi. Chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em. Rồi, nước mắt chốt đơn combo gọi bưởi cho chị. Nước mắt đó chị ngày mấy nó bữa có 2 đơn bự sao có nó lao kìa. Nước mắt là không có nghe điện thoại bên em. Bên em không có chốt nữa. 2 đơn xả rồi hả? Còn đơn giữ nào đấy không? Không, đơn thiệt bự. Đơn 2 đơn, 2 đơn hôm bữa to lắm luôn không nghe điện thoại. Bên em hủy đơn của mình rồi, bây giờ là không có chốt cho chị nữa nha chị ơi nha. Serum vi tạo còn cho mình luôn. Rồi chốt kem body dùm cho em, trên kia còn 2 hộp nữa thế này. Bỏ đơn cho mấy chị luôn. 30.000 chị 60.000 cho một hộp kem body thôi, cho kèm số thật luôn. Rồi, cái mã này dùm cho em luôn nha mấy chị nha. 3 hộp. Kem body có 3 hộp cho mấy chị. Chị Ngân Huệ Ngọc một hộp nè. Rồi còn 2 hộp cho là để chị là thuê 2 hộp luôn. Huệ Ngọc một hộp mã 58. Rồi ok. Lỡ thuê 2 hộp mã 41. Ok chị luôn nè, mã 58. Rồi hai hộp của chị mã 41 luôn. Hết tắm trắng mất tiêu luôn rồi nè mấy chị. Đây là cái sữa tắm hả? Rồi còn còn một combo cho mấy chị nữa luôn á. Huỳnh Nguyễn tắm trắng. Chốt cho em nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mình đó mấy chị ơi. Chị nào lấy thì chốt cho em 60.000 nha mấy chị nha. 60.000 giùm cho em luôn mã gì ta? Sữa tắm bé và kèm xuống thoại luôn giùm cho em. Giá này là bao xuống cho mình nha mấy chị ơi ha. Hộp body màu vàng hết cái body mất tiêu luôn rồi nè mấy chị. Rồi, đặt hàng lên đơn hàng cho em luôn mã sữa tắm bé và kèm số điện thoại luôn giùm em nha. Một chai sữa tắm em tặng luôn cho mấy chị, giá là 60.000 cho một chai nha mấy chị ơi. Một chai như thế này tới 400ml giùm em lận, mấy chị mua về cho bé của mình tắm nha mấy chị nha. Vừa tắm được, vừa gội được giùm cho em luôn, và cái mùi thơm của nó rất rất là dễ chịu nha mấy chị nha. Thì em nghĩ là mấy chị nên mua một lần từ 2 chai, tại vì một tại vì vừa tắm vừa gội cho bé thì không bao lâu nó cũng sẽ hết hàng giùm em thôi nha mấy chị nha. Nó cũng sẽ hết. Thì mấy chị mua luôn một lần như này cho em, một chai 60.000. Mua luôn một lần để dành xài luôn nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn mã sữa tắm bé và kèm số điện thoại liền mấy chị ơi, để mình có đơn hàng thành công. Riêng về sữa tắm bé là em bao mùi thơm, cứ nhận hàng về dùm cho em nha. Mở ra mùi không thơm em cho mấy chị trả hàng nha mấy chị nha. Rồi chị Phạm Hòa chốt combo gọi bưởi này. Ok chị Lê Thùy Dương em chốt đơn cho mình nữa luôn nha. Rồi cứ lên đơn hàng cho em luôn. Còn cù là em hết sạch mất tiêu luôn rồi nha mấy chị nha. Thấy ở trên còn hả gì. Thấy ở trên không hết rồi, ở trên đâu có đâu, không hết rồi chị ơi. Vị kích trắng em còn đấy, chị Lệ Thu mình lấy thì chốt cho em. Gọi cho chị hai chai. Ok chị Ngọc Đặng này, mình cứ ghi ra tờ giấy giùm em nha. Rồi ví dụ như ngày mai ví dụ bên em gọi chút đơn cho mình mà thiếu sản phẩm gì của mấy chị thì cứ nhắc bên em lấy cho nha mấy chị nha. Rồi lên đơn hàng cho em mã sữa tắm bé đi mấy chị. Mùa hè này mà bỏ qua cái sữa tắm cho bé của mình á, da của bé mình kiểu như là không có được mát này, không có được nước, không có được mịn giùm em đó chị. Da bị khô, da hoặc là da của mấy chị bé bị rôm sạch á, thì mấy chị mua cái chai sữa tắm này về cho bé của mình tắm, vừa thơm nha mấy chị nha, vừa mịn da cho bé của mình, nó rất là sướng luôn. Ai đặt hàng thì mình lên liền giùm cho em luôn nha mấy chị nha. Và cái mùi là bao thơm nha mấy chị nha, mùi là bao thơm, tắm được gội được cho bé của mình nữa luôn. Đôi trong này của em còn một đôi size 39 này, tặng luôn 70.000 cho em đôi này được không? Trong 39 70k và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nhé. Trong 39 70.000 cho mấy chị. Rồi đôi sục này của em còn một đôi nữa nè, 60.000 cho em đôi sục size 38. 60.000 mã sục 38 và kèm số điện thoại luôn giùm chị em. Chị nào mình lấy cái này thì lên đơn hàng cho em nha. Sục 38 60.000 cho em một đôi sục và kèm số điện thoại luôn giùm em. Sữa tắm bé ok chị Hưng Nguyễn em chốt đơn nè. Đây. 60.000 dùm cho em luôn sụp xa 38 nữa nè, đẹp lắm. Rồi dép này của em còn một đôi xa 38 luôn. Mùng em còn đó chị Tuyền Phạm, em còn mùng 1m6 nha chị nha, mùng em còn 1m6 dùm em á. Rồi lên cho em luôn dép size 38 dùm cho em 40.000.
Z38 40.000 đôi được không mấy chị? Đôi này là mấy chị mua ở ngoài 90.000 cho một đôi lận nha mấy chị nhé. Rồi cứ lên đơn hàng sữa tắm bé là mình có đơn hàng đầy đủ nha. Rồi 40.000 cho em luôn Z38. Ok chị Thúy Nghiêm trong 39738. Z38 38 luôn dùm cho em 40.000 cho một đôi và kèm số điện thoại. Áo ngực còn cái size 36 này. Đây. Còn cái màu đỏ size 36 vậy là lái tặng em 20.000 đi nha mấy chị nhé. Đỏ size 36 20.000 một cái luôn dùm cho em. Đỏ size 36 20.000 cho em một cái nha. Kèm số điện thoại. Hết mặt nạ mất tiêu luôn rồi nè. Một chai sữa tắm hoa hồng của chị Thanh Nguyên nè. Rồi sụt kèm size luôn dùm cho em luôn. Chị không lái Messi thịt bán cho người khác cho mình rồi thực sự luôn. Chú chỉ được có Messi thịt phân. Lấy cái Messi thịt ra. Bôi cô thử ghi đơn mã bao nhiêu đã có Messi thịt không? Mã 22 em ơi. Lấy có thử có Messi thịt Nhung Nguyễn áo ngực 36 mã 101. Em mới vừa xả ra một cái Messi thịt, chị nào lái thì chốt đơn cho em với nha chị nha. 230.000 cho một máy thôi. Mình kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha. Có không bôi? Messi thịt 230.000 cho em nha. Kèm số điện thoại. Cái này của em luôn. Giảm cân 3C 101 giùm em luôn cho một hộp này nè. Giảm cân này là uống vào không bị mệt mỏi cho mình chị em luôn nha mấy chị nha. Không bị mệt và đồng thời nó giúp cho cơ thể của mấy chị là giảm cân rất là nhanh. Nó làm cho mình là kiểu như kích thích cho mình cảm giác không có thèm ăn á nha mấy chị nha. Nên là rất là tốt luôn. Chị nào mình lấy cái này thì lên đơn hàng cho em luôn nè. Đó, ăn giùm cho em luôn. Cái này là bao sướng cho mấy chị 101 giùm em luôn. Trong hộp giảm cân 3C và kèm xuống khỏi chim. Ngon á. Rồi máy xe thịt bỏ đơn vô cho chị nào luôn giùm em nha. 230.000 cho một máy thôi. Mình kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nè. Đôi này dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Size này của em là size bao nhiêu đây ta? Đẹp lắm. Size này của em là size 37 nè. Chị nào 38 mang vừa luôn dùm cho em đôi này nha mấy chị nhé. 37 chị nào 38 mang vừa luôn dùm cho em 50.000. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm cho em nha mấy chị nhé. Đây 50.000 dùm cho em luôn. Mã của Zip sao còn mấy em á? Sục 38 ấy. Sục 38, Zip 38. Rồi có đôi sụp 38 127. Chuột 37 giùm cho em. Chị là 38 ăn vừa nha, 50.000 cho một đôi thôi. Mình kèm số điện thoại cho em. Son hồng môi không em nè. Em có cái loại này nè. Cái này là nên là ủ môi giùm cho em nè nha mấy chị nhá. Môi của chị nào bị khô nha mấy chị nhá. Bị nứt nẻ hoặc là môi của mấy chị mà bị thâm môi á thì mình nên mua ủ môi giùm cho em bằng ủ lơ kim giấy 38. Nè mấy chị. Cái này dùm cho em luôn. Mình thoa vào môi của mình đó nha mấy chị nha. Nó làm cho môi của mình là căng bóng dùm cho em, mịn màng hồng hào dùm cho em luôn. Và em tặng luôn cho mấy chị cái này chỉ có giá là 10.000 cho em luôn thôi. Mã này của em chốt cho em là mã ủ môi và kèm số điện thoại luôn dùm em nha mấy chị nha. Ủ môi và kèm số điện thoại. Đưa cái message thịt lên cho mấy chị luôn. Giảm cân 3C bỏ đơn vô cho mấy chị nha. 101 dùm em luôn cho một hộp giảm cân thôi và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công. Đây nè, message thịt dùm em luôn đây. 230. Giáp size như vậy các bạn. Giáp size 37. Đây, 230.000 dùm cho em luôn mã máy xe thịt. Bỏ em bên đây nè. Xịn lắm luôn, ai lái thì mình chốt đơn cho em. Ủ môi cho em Thanh Nhân Võ, giúp 37103. Ủ môi của em là 10.000 cho em một hộp ủ môi như thế này nha. Ủ môi mía đường, hàng này của em là hàng trong Linsen á. Người ta bán cái giá cao lắm luôn. Một hộp như này người ta nếu mà bán cho mình là tới là 60.000 hay là 70.000 gì dùm cho em luôn một hộp á. Nhớ với chị nhá. Bây giờ chị nào lái thì mình lên đơn hàng cho em ủ môi và kèm xuống thoại cho em 10.000 cho một hộp ủ môi thôi. Nhớ với chị nha. Cứ lên đơn hàng cho em luôn, bên em sẽ chốt đơn cho mấy chị. Và những chị nào mình chọn một ủ môi thì mình chọn thêm hàng giùm em ha. Tại vì 10.000. Tại vì 10.000 không có đi đơn cho mình được nha. Lơ hàng ủ môi mà là chị nào có đơn in đơn ra thôi. Ủ môi thì ngày mai nhắc bên em nhắc mới nói mấy chị nhắc lấy. Nhớ giùm em nha, mấy cái mã như thế này á, chiều ngày mai bên em gọi chút đơn cho mấy chị thì cứ nhắc bên em lấy cho. Bà ủi không có. Bà ủi không có nha mấy chị nha. Rồi ủ môi còn mấy hũ à. In đơn ủ môi ra cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào mình lấy ủ môi thì chọn thêm hàng giùm em nữa nha. Rồi chốt cho em mấy xe thịt này 230. Ừ có đơn rồi. Mà có luôn rồi lấy cho cái. Bữa bữa vô nhà học sinh có ai lấy thêm ủ môi vậy. Và chị nào có đơn thì nhắc bên em lấy cho nha mấy chị nha. Tại vì có 10.000 à. Ừ, rồi mấy chị không có nghe điện thoại của bên em nữa. Nên là mấy công gọi chút đơn. Nên là mấy chị cứ nghe bên em cứ lấy thêm cái gì đó nữa thì lấy. Rồi bên em sẽ gọi chút đơn cho mình cho nha mấy chị nha. Ủ môi á 10.000. Nhắc bên em lấy nha. Có đơn thì nhắc bên em lấy. Thật là bây giờ em lên cái mã nào đó thì mấy chị lấy thì mấy chị lên đơn hàng luôn giùm chị em. Lên đơn hàng rồi kèm theo là bao nhiêu hũ môi và kèm xuống thoại là được nha mấy chị nhé. Còn mấy hũ à. Rồi cái này của em chốt cho em size 35 này. Gót 35 kèm xuống thoại luôn. Ok chị Tuyết Mai hồ mấy xe thiệt. Gót size 35 kèm xuống thoại luôn dùm cho em đôi này. Tặng luôn cho mấy chị. Chị có giá là bao nhiêu đây ta? 70.000. Gót 35 70k kèm xuống thoại luôn dùm cho em.
gốc 35-70. Rồi vitamin E của hàng của Nga dùng cho em luôn đó mấy chị ơi. Vitamin E đỏ hàng của Nga 1 hộp 50.000, 2 hộp 90.000 cho mấy chị. Chị nào lấy thì lên đơn hàng luôn dùng cho em. Vitamin E đỏ và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nhé. 1 hộp 50, 2 hộp 90. Vitamin E đỏ nó tốt lắm luôn, trong uống dùm kem ngoài thì mấy chị có thể là thoa mặt dùm kem luôn. Da chị nào bị khô nha mấy chị nha, thì mấy chị thoa mặt dùm kem da rất là đẹp luôn cho mình. Chị nào mình lấy thì chốt đơn kem nha. Vi tạo thì em không có cái mẫu bên này rồi, mình có thấy mình có biết cái mẫu vi tạo thì mình lên đơn hàng luôn dùm kem đi. 70 ngàn dùm kem thôi, và cái mã nào thì mã, nhưng mà riêng cái mã vi tạo là em nghĩ là mấy chị nên dùng nha mấy chị nha. Em khuyên mấy chị thật sự lên là nên dùng dùm kem vi tạo. Chị nào mình da mình bị khô nè, họ dùng kem không thấm kem nè, da không đều màu dùm em, da không trắng sáng cho mấy chị nha. Mua vi tạo này xài bao sướng luôn nha mấy chị nha. Gì thì gì, 70 ngàn mấy chị bỏ ra mua kem vi tạo em bao dùng cho mình, xài không sướng cho mấy chị cả hàng thoải mái luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này chốt kem luôn, vitamin E nè, 90 ngàn dùm kem luôn, 2 hộp vitamin E. Chị nào mình lấy thì lên đơn hàng kem luôn. Giảm cân 3 xi với 2 ủ môi bỏ đơn. Ok chị Nguyễn Thị Bé Thủy chốt đơn luôn nè. Dạ rồi, mấy chị cứ lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại nha, để mình có đơn hàng thành công luôn. Còn cho mình luôn 2 bịch cột tóc luôn nè, 20 ngàn cho em 1 bịch 100 sợi dùm cho em nhắm chị nhé. 2 bịch cột tóc dùm cho em luôn, 100 sợi và kèm số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nè. Rồi, bịch thạch này dùm cho em còn 1 bịch nè, tặng luôn 20 ngàn thạch sữa chua và kèm số điện thoại luôn dùm cho em. Thạch sữa chua luôn dùm cho em 20 ngàn kèm số điện thoại nha. Áo ngực còn một cái size 36 luôn dùm em, 20 ngàn. Áo ngực 36 và kèm số điện thoại nữa dùm em luôn đây. Áo ngực size 36, Trần Tâm có số điện thoại luôn dùm cho em chưa ta? Rồi mấy chị đặt mã thì cứ lên đơn hàng cho em luôn và kèm số điện thoại luôn dùm em nha. Trần Tâm mã 30. Trần Tâm chốt đơn này. Mất điện thoại. Size Y đó mã 30. Hồi nãy chị nào mình lấy cái máy bộ này mà em quên mất tiêu rồi ta, không có nhớ được ta. Em tặng luôn cho mình nha. Đây. Này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, bộ trắng. Thượng Ngọc Thạch đã 58. Dạ rồi chị Lê Diễn chốt một hộp giảm cân ba siêu cho mình nha. Cột tóc chốt đơn này. Bộ này Dung Nghĩa cột tóc 101. Em tặng luôn cho mình có 70 ngàn bộ thôi. Lên đơn hàng cái bộ trắng nha. Bộ trắng kèm luôn dùm cho em số ký và số điện thoại cho em. 57 cái loại mang vừa bộ trắng nè. Bộ trắng em có 2 bộ. Bộ xanh nữa dùm cho em cũng có 2 bộ. Thúy Thanh cột tóc mã 90. Thúy Thanh cột tóc mã 90. Đây 70 ngàn bộ dùm em thôi. Mùa này mấy chị mặc cái mấy cái bộ này nè, đẹp lắm. Rất là mát dùm cho em luôn. Chị 57kg lại làm ăn vừa dùm cho em nhớ chị nha. Rồi lên đơn hàng cho em. Dung Nguyễn áo ngực 36-101. Dung Nguyễn áo ngực 36-101. Đó. Lên đơn hàng cho em luôn bộ xanh nha. Bộ xanh bộ trắng luôn dùm cho em luôn. Mình kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nha chị nha. Đây bộ xanh bộ trắng 70 ngàn cho em 1 bộ. Giá là bao rẻ cho mình luôn. Áo ngực hết hàng rồi nè. Đó. Em còn 4 bộ này thôi. Giá này là thằng bom em tặng luôn cho mình giá tốt nha. Sữa tắm bé chị Huệ Nguyễn em chốt đơn nè, lấy thêm cho em một vi tạo biển 70 ngàn. Ok chị luôn, nhắc cho em lấy cho nha mấy chị nha. Rồi chị nào mình lấy bộ này thì chốt cho em đúng 70 ngàn, em bán giá tặng cho mình luôn á nha mấy chị nha. Bình thường là em bán cho mình là 2 bộ 150 đúng không mấy chị, mà giờ em bán tặng cho mình có 70 ngàn bộ thôi là quá đã luôn. Mẫu này lên đơn hàng cho em bé size 32 này. Đây bé 32 luôn dùm cho em, bộ trắng chốt đơn cho chị Diệp Duyên. Mấy bộ này mấy chị mua nha, thật sự luôn, dễ thương lắm, cứ mua về để lên mặt. Ngọc Đặng bộ trắng mã 37. Ngọc Đặng một bộ, chị Diệp Duyên một bộ, ok nè. Rồi size 32, bé 32 40 ngàn cho em một đôi. Bé 32 40k và kèm số điện thoại luôn dùm cho em đôi này nhớ chị nhé. Xích kẹp chị Thúy Thanh ok luôn này. Đây 40 ngàn dùm cho em luôn bé size 32 nha. Chị nào mình đặt thì lên đơn hàng luôn dùm cho em luôn. Kèm mã và kèm số điện thoại là mình sẽ có đơn hàng thành công nhớ chị nhé. Rồi cái mã này còn cho mình một chai này. Cái này của em lên cái mã này cho mình nữa nhé. Đây là gì ta? Nụ trầm hương, bé xe 32 dùm cho em. Nụ trầm hương em bán tặng luôn cho mấy chị với giá là 40 ngàn dùm cho em luôn một hộp nụ trầm hương như thế này cho mình. Nó sẽ có ít mét vuông bé 32 một hộp 9 cho mấy chị nha. Xài cái này dùm cho em luôn rất là sướng. Đốt lên dùm cho em vừa thơm nhà nè, vừa giúp đuổi mũi cho mấy chị nè, vừa giúp cho xong khí trong cái gia đình của mình nha mấy chị nha. Giúp gia đình của mình thêm là ấm cúng hơn dùm cho em luôn. Cái này của em là nó sẽ có mùi thơm rất là dễ chịu nha mấy chị nha. Đây là nụ trầm hương dùm cho em 40 ngàn dùm cho em một hộp nụ như này và kèm liền dùm em cái số điện thoại để mình có đơn hàng thành công nha mấy chị nha. 40 ngàn mã nụ trầm hương và kèm số điện thoại luôn dùm em nha. Rồi chị nào mình lấy thì chốt đơn cho em luôn nè mấy chị ơi. Nụ trầm hương 40 và kèm số điện thoại. Rồi chốt nụ trầm hương mã 17. Thơm lắm. Nụ trầm hương 40 này.
nhớ là kèm luôn giùm cho em cái số điện thoại luôn nha mấy chị nha, để mình có đơn hàng thành công. Rồi, đủ trăm luôn. Thơm lắm luôn, cứ mua về xong giùm cho em nha mấy chị nha. Mua về xong nhà giùm cho em luôn. Chị Thanh Nguyên chúc nụ trăm hương cho mình nữa nha. Rồi, em đi ăn cơm nha mấy chị nha. Chiều nay là 1 giờ rưỡi em lên hàng cho mình tiếp nha. Trời ơi, bác mày đợi dựng giữa đường để em sao mở cửa ra đó. Rồi, in đơn nụ trăm hương ra cho mấy chị. Chị đang lên tiếng ok chị luôn nè. Chiều nay là tiếp tục em lên hàng cho mình nữa luôn á nha mấy chị nha. Chiều nay là tối nay em lên thêm nữa. Chị cứ gom sale giùm em cho thoải mái nha. Chị Huệ Nguyễn ok chị chốt đơn luôn nè. Rồi em nghỉ ăn cơm nha mấy chị nha. Bye bye mấy chị nè. Ngọc Đặng có nụ trăm hương rồi nè, bạn lên tiếp. Mấy chị nào có đơn giùm cho em cứ ghi ra những sản phẩm mà còn á nha mấy chị nha. Cứ ghi ra những sản phẩm mà mấy chị muốn lấy á. Rồi ngày mai ví dụ bên em gửi chốt đơn mà thiếu cái gì của mấy chị thì nói là lấy cho chị cái này nữa là ok nha mấy chị nha. Buồn chip em hết hàng lâu lắm luôn rồi không có về hàng cho mình. 1 giờ rưỡi nha, 1 giờ rưỡi nha tiếp. Ba mấy chị nè.